chương 881. Ít lợi lộ Tây Pháp chi tâm không phải hút vào người liền phát huy tác dụng, nó cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu, củng cố mới dần phát huy lợi ích. Nếu thật sự tiêu hóa, hấp thu được thì càng kinh tự tin có thể đối kháng lộ Tây Pháp tái thủy cách, nhưng hắn chưa tiêu hóa được. Lộ Tây Pháp chi tâm sẽ rơi vào tay ai? Càng kinh không hứng thú biết trong thánh khí kia chỉ còn năm hần tinh hoa nhưng ma đạo khí đó tối đa lấy ra thêm một phần tinh hoa là sẽ nổ trừ càng kình ra chắc không minh văn sư nào có thể sửa chữa hoặc làm ra thứ gì giống như vậy điều đáng mừng duy nhất là mấy năm nay ma tộc rất thông minh vô hình chế tài lẫn nhau nếu chỉ đối đầu thất hoàng tử thái tử bác hoàng tử hay ai khác thì cơ hội trốn thoát của đám người càng kình đoạn phong bất nhị phần đồ cuồng ca thiết khắc một nộp thiên sách lộ Tây Pháp lưu thủy là vô cùng khó khăn. Lộ Tây Pháp chi tâm, ma đạo khí hấp thu lực lượng bên trong. Hai bảo bối bay hai hước khác nhau về phía hoàng tử khác. Thân thể bác hoàng tử lộ Tây Pháp tinh thần di động nhanh bắt lấy ma đạo khí, vặn cánh tay ra sau mà đến trước sông hướng lộ Tây Pháp chi tâm chưa rơi vào tay thái tử lộ Tây Pháp tái thủy cách. Lúc này đám người đoạn phong bất nhị, phần đồ cùng ca, thiết khắc, một nột thiên sách, lộ Tây Pháp lưu thủy hiểu đây là cơ hội duy nhất trời đi không chút do dự dốc hết sức bay hướng khác nhau. Càng kình lăng không xoay người dương cung, ba mũi tên thuật bắn đỉnh dai xé gió bay đi. Trong bóng đêm, kim loại ma sát không khí phát ra chuỗi hỏa hoa. Ba mũi tên dài thành ba sao băng. Hai mũi tên thì tách bác hoàng tử, thái tử ra, mũi tên mạnh mẽ có bạo lực hồn vực phụ trợ thậm chí tổn thương hai cường giả đỉnh cao. Có lẽ tên không thể bắn chết lộ tay pháp tinh thần, lộ tay pháp tái thủy cách nhưng đủ đánh bị thương bọn họ. Trong trạng thái này hai bên không ai đám bị thương, vì nếu bị thương là cho đối thủ cơ hội. Hai cường giả trẻ cùng rụt tay về, mũi tên thủy thứ ba bắn vào lộ tay Pháp Chi Tâm. Tên bay nhanh khó tin, mũi tên chạm vào lộ tay Pháp Chi Tâm, thân tên gấp khúc hai đầu chịu lực lớn công hình trăng khuyết. Bùng! Chớp mắt tên nổ, mũi tên đẳng cấp đấu binh nổ tung, vị trí chính giữa cú và chạm giấy lên bão tố mắt thường trông thấy cuốn lá cây rách nát vào vòng xoáy, chất dịch xanh bắn tứ tán lực xung kích mạnh mẽ hất lộ tay pháp chi tâm lên cao bay đi càng xa nếu đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn lên trời trông thấy lộ tay pháp chi tâm nở rộ ánh sáng rực rỡ có người ảo giác tại sao trên bầu trời có hai mặt trăng mặt trăng thứ hai di chuyển hơi nhanh bốn ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ bị lộ tay pháp chi tâm hấp dẫn ánh mắt không rảnh quan tâm đám người càng kình đoạn phong bất nhị phần đồ cuồng ca thiết khắc một nộp thiên sách lộ tay pháp lưu thủy lộ tay pháp tinh thần, lộ tay pháp trận thủy, lộ tay pháp trí phong, lộ tay pháp tái thủy cách cùng nhào hướng lộ tay pháp chi tâm. Thái tử điện hạ, thực lực lão bác trên ngươi và ta. Không thành vấn đề, hai ta hợp tác giành lại rồi phân chia sau. Bác hoàng tử, ta chỉ cần người dùng ma thần thầy chia cho ta một phần tinh nguyên và không tổn thương ta thì ta sẽ giúp ngươi lấy lộ tay pháp chi tâm. Lộ tay pháp tinh thần ta là tinh thần chi tử, còn cần ma khác giúp sao? lộ tay pháp chi tâm chắc chắn là của bản hoàng tử. Lộ tay pháp trí phong bay nhanh, ngẩn người. Ba hoàng tử không thèm để mắt đến gã, lộ tay pháp trí phong không có khả năng giành giật với lộ tay pháp trận thủy, lộ tay pháp tái thủy cách, lộ tay pháp tinh thần. Bây giờ cách duy nhất là lộ tay pháp trí phong quay đầu truy kích đám người càng kình, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, lộ tay pháp lưu thủy, một nột thiên sách. Lộ tay pháp trí phong thầm quyết định, không chút do dự xong hướng càng kình rời đi. Lộ tay pháp trí phong nhũ lòng mấy ma tộc này vừa mới hấp thu tinh nguyên, thân thể còn chưa tiêu hóa, chỉ cần giết chết bọn họ, hút khô máu, ăn thân thể thì sẽ không thiếu nhiều hơn một phần. Phế vật không có lòng tranh đoạt. Lộ tay pháp tinh thần ngoái đầu, cười mỉa mai, tiếp tục bay nhanh đuổi theo lộ tay pháp chi tâm. Lộ tay pháp chi tâm là của bản thái tử. Mắt lộ tay pháp tái thủy cách lại bắn ra tia sáng nóng cháy trúng ngay lộ tay pháp chi tâm ở phía xa thay đổi quỷ tích bay, thay đổi nho nhỏ tăng ưu thế cho gã đuổi theo. Đừng tưởng chỉ có người biết hủy diệt ma nhãn. Lộ tay pháp trận thủy, lộ tay pháp tinh thần cùng bắn ra uy lực hủy diệt ma nhãn. Bởi vì thức tỉnh lực lượng huyết mạch chung cực thế hệ này, thực lực gia tộc huyết mạch chung cực thời nay khá mạnh. Trong phút chốc trên bầu trời đọa lạc chi thành liên tục nổ, ba hoàng tử lộ tay pháp trận thủy, lộ Tây Pháp tinh thần, lộ Tây Pháp tái thủy cách liệu mạng tranh giành. Sự kiện tranh lộ Tây Pháp chi tâm biến đổi bất ngờ, kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của đám người càng kình, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, một nộp thiên sách, lộ Tây Pháp lưu thủy. Thái tử lộ Tây Pháp tái thủy cách vốn đã rời khỏi đọa lạc chi thành thế nhưng còn ở đây. Ngay từ đầu lộ Tây Pháp tái thủy cách đã không tin bất cứ ma, thế lực nào. Lộ Tây Pháp tái thủy cách cũng biết âm mưu của lộ Tây Pháp trần thỉ, chẳng qua gã làm bộ như không hay biết gì. Thiết khắc há mồm học máu. Phục. Di chuyển nhanh làm thiết khắc té chổng đầu xuống đất, khuôn mặt tuấn tú trắng bệt, người run bần bật. Không sao. Hai tay thiết khắc chống đất gượng dậy, đoạn phong bất nhị đã xông lên. Được rồi, đừng cố nữa. Làm sao vậy? Để ta cổng ngươi. Ta thiết khắc mới há mồm thì người lại run rẩy một đôi cánh chim đen dương ra sau lưng gã đây không phải đôi cánh đen thứ nhất thiết khắc sớm mở ra lực lượng huyết mạch đọa lạc thiên sứ đôi cánh đen hoàng mỹ vẫn còn sau lưng nhưng bây giờ lại mọc thêm một đôi so với đôi cánh thứ nhất thì đôi thứ hai to hơn nhiều nguyên tố ma pháp quay quanh cánh chim tăng vọt liên tục thức tỉnh lực lượng huyết mạch càng kình liên tục lắc đầu không đúng nếu thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì không nên một hơi mọc ra đôi cánh thứ hai hoàn chỉnh thiết khắc là chiến sĩ huyết mạch có thể ức chế thức tỉnh lực lượng huyết mạch ma mà văn màu đen chậm rãi hiện ra từ trán thiết khắc lan sang hai bên khí thế cường đại dần phát ra từ trong xương không phải đấu khí tăng lên mà là hy thế đơn thuần là khí thế cường đại tức là khí thế của thiết khắc tăng mạnh nhưng thực lực không tiến bộ bao nhiêu ma văn đen cực kỳ đẹp nó lan nhanh khắp mặt thiết khắc giống như vệt màu đặc biệt không phá hỏng khuôn mặt đẹp trai mà còn tăng vẻ bí ẩn những ma văn đen nhanh chóng lan khắp thân thể thiết khắc khi ma văn lan đến lòng bàn tay gã thì đạt đến đỉnh cao nhất xoẹt đôi cánh đen thứ ba không sai đồn rằng ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch chung cực sẽ mọc đôi chánh đen thứ ba cánh chim đen hơn mực lấp lánh ánh sáng như đấu tinh mỗi một cọng lông tràn ngập hơi thở nghệ thuật như con cưng của tinh thần Đôi cánh thứ ba to hơn hai cánh trước nhiều, dương rộng cho người cảm giác mặt đất cũng bị cánh chim bao trùm. Giờ phút này, thiết khắc phát ra khí thế không còn cường đại mà là thánh khiết. Thánh khiết đến khó tả, cao cao tại thượng rồi lại không tạo áp lực, làm người ta muốn quỳ gối. Ma văn đen dần biến mất trên người thiết khắc, không phải tan biến mà như mực nước nhỏ xuống trang giấy bị hút vào. Ma văn đen thấm vào da thiết khắc, biến không còn bóng dáng. Ba đôi cánh càng kinh ngơ ngác nhìn cảnh tượng. Đây là sao? Rõ ràng thiết khắc không liên tục mở ra lực lượng huyết mạch, hiện tại gã chưa bước vào nhập thánh nhưng lại mọc ba đôi cánh, đó là hình dạng đặc biệt sau khi thức tỉnh trung cực. Quái thai Lại là một tên quái thai. Càng kinh nhìn đoạn phong bất nhị, lại ngó thiết khắc chìm trong trạng thái đặc biệt, liên tục lắc đầu. Trừ bản thân càng kinh, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà ra giờ lại có thêm một quái thai. Ba đôi cánh chim đen. Càng kinh không tin thân thể thiết đẹp trai xảy ra biến đổi thế này mà thực lực không thay đổi, còn về có thay đổi gì thì chờ thiết khắc trở về bình thường mới biết. Nàng thì sao? Càng kinh tò mò nhìn lộ tay pháp lưu thủy. Nữ ma này còn đang mặc ám ma khải, một trong thánh khí đặc biệt của ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Lộ tay pháp lưu thủy mặc thánh khí thọc về ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, hấp thu tinh nguyên lộ tay pháp chi tâm, nàng chiếm được ít lợi không thua gì các thành viên tiểu đội hoặc nên nói là hưởng lợi tốt nhất. Không phải ai có sức chiến đấu mạnh thì lấy được nhiều tinh nguyên hơn. Tinh nguyên tộc lộ Tây Pháp có độ phù hợp cao nhất với hai ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, không thể không nói lộ Tây Pháp lưu thủy, thiết khắc được lợi nhiều nhất. Thiết khắc đã bắt đầu biến đổi kỳ dị, lộ Tây Pháp lưu thủy không có dấu hiệu gì. Càng kinh không thể không tò mò chuyện gì xảy ra. Ta làm sao? Lộ tay pháp lưu thủy nhìn càng kình, nghi hoặc hỏi. Ta không có bất cứ cảm giác gì. Càng kình cười cười. Đây cũng là quái thai. Hấp thu nhiều như vậy, có chút cảm giác mới xem như bình thường đi. Ít nhất trong người càng kình có cảm giác sôi trào nếu không phải tại đây không thích hợp tiêu hao thì hắn đã ngồi dưới đất giải quyết rồi. Chờ thiết đẹp trai xong thì chúng ta lập tức đi. Đi. Các ngươi đi đâu? Hôm nay các ngươi đừng hồng có ai thoát khỏi lộ tay pháp trí phong giữ trạng thái huyết mạch chiến thân từ trên trời giáng xuống lộ tay pháp trí phong chậm rãi bước ra khí thế liên tục tăng lên mắt liếc hướng thiết khắc ngẩng ra lộ tay pháp trí phong nói đây là chung cực không đúng mặc kệ nó lát nữa vết hắn hút hết máu rồi tính còn nàng nữa công chúa xinh đẹp lộ tay pháp trí phong cười tủm tỉm nhìn lộ tay pháp lưu thủy nói nàng là ma duy nhất không phải chết nhưng ta sẽ đè nàng xuống đất làm một trận ta muốn chiếm thân thể này từ lâu rồi nhưng trước đó lộ tay pháp trí phong bước ra một bước xuê năm ngón chọc đầu càng kinh ngươi phải thần phục ta trước lộ tay pháp trí phong bỗng xuề tay ra trong thiên địa biến sắc thực lực đấu hồn đỉnh dai bùng nổ thân thể lộ tay pháp trí phong liên tục điểm mở quyển tục ma pháp các loại ma pháp phụ trợ gia cố trên người gã tăng ba phần sức chiến đấu trong không khí có lực lượng nghịch loạn làm người ta không phân rõ điểm phát lực một chưởng này nằm ở đâu, khiến đấu khí trong thân thể người hỗn loạn sắp nổ, không thể khống chế. Tuyệt kỹ của Ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, nghịch đệ nhị tầng, nghịch loạn. Đây không chỉ nghịch mà là nghịch loạn. Khi nghịch hóa thành loạn, muốn thu thập càng thêm khó khăn. Tộc lộ Tây pháp dung nhập cách nhìn trị quốc vào đấu kỹ, một chưởng đánh ra có vị bao trùm bốn phía làm người ta không biết nên áp chế thế nào. Loạn Trong đầu càng kình dân lên kinh nghiệm đối chiến của tiền bối ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Không bằng như ban đầu. Đối diện nghịch loạn bạo động, cách tối nhất là thuận thế mà đi, khiến nghịch loạn không tìm thấy phản kháng, ngược lại không tiếp tục loạn. Lấy thuận chế loạn. Thuận. Khóe môi càng kình công lên cười nhạt phủ định. Song siêu hư hồn nhập vào người, bạo lực hồn vực thuận thế khởi động, tiến lên mấy bước nghênh đón một chưởng nghịch loạn mỗi lần càng kình đạp đất là đất trung rinh thảm cỏ rung bần bật cây lắc lư khí thế cương mảnh như vạn thiên bình định đại quân giống trấn nhỏ phản loạn đang hưng phấn đốt nhà giết người cướp của thì bộ đội trọng kỵ binh mấy vạn người rầm rập nghiền áp xông vào mấy vạn thiết kỵ hóa thành búa sắt bao phủ trấn nhỏ đập nát bấy những kẻ nghịch loạn hay trợ giúp dùng túng không phản kháng đều bị hủy diệt dưới búa đây là lộ tay pháp trí phong đầy kinh nghiệm chiến trận chớp mắt cảm giác gã như đối diện một đội quân thiết huyết, đi đâu cũng có trọng kỵ binh xung phong. Lỗ tay pháp trí phong có né tránh như thế nào đều không thể thoát khỏi nước lũ trùng kích, cách duy nhất là tấn công ngược lại nước lũ đi tới, đi tới, đi tới này. Sau một lần, ai trùng kích càng mạnh, ai không ngừng đi tới. Càng kinh đánh ra thăng phong thập bát truy đệ tứ truy, ba truy đầu hoàng mỹ dung hợp cùng một chỗ, nắm đấm giáng xuống bao phủ đối tua lộ tay pháp trí phong cảm thấy áp lực, nguy hiểm chưa từng có. Hai chân không nhúc nhích, đấu khí sông lên trán lộ tay pháp trí phong như vách đá đối mặt biển rộng không dao động. Lộ tay pháp trí phong rướng cổ. Trong phút chốc đấu hồn phụ thể lộ tay pháp trí phong, gã gầm ên tanh âm như sấm mùa xuân nổ vang. Cánh tay lộ tay pháp trí phong cố gắng bắt lấy quỷ tích nắm đấm của càng kinh. Càng kinh lười biến đổi nhiều, chuyển hóa mọi biến đổi thành lực xung kích rõ ràng, trực tiếp bùng 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 bùng. Ba cánh tay va chạm nhau, máu đỏ bay tứ tung, xương gãy nổ bùng bùng, cờ bắp nổ, một chuỗi tiếng nổ liên miên khiến người nghẹt thở. Nắm đấm hóa thành đã thiết truy của càng kình đánh ra như ngựa hoang thoát cương lại như sông vỡ đê đập vào ngực lộ tay pháp trí phong. Xương ngực lộ tay pháp trí phong hỏm sâu, xương sau lưng cũng bị đập nát, cánh chim đen thoát khỏi xương sống bay ra ngoài. Miệng mũi lộ tay pháp trí phong trào máu, bạo lực hồn vực kèm thăng phong thập bát truy hỗn hợp ý chí đi tới không lùi hình thành nước lũ thiết huyết nhất. Cuộc đời rực rỡ nhất của lộ Tây Pháp Trí Phong không thể ngăn cản nước lũ. Bùng! Càng kinh lại tiến lên trước một bước, thân thể đẩy cánh tay tới trước. Người lộ Tây Pháp Trí Phong nổ tung thành mấy mảnh thịt vụn bắn tung tóe rớt vào thân cây, nhùm đỏ mấy gốc cây. Lộ Tây Pháp Trí Phong, ma võ sĩ song huyết mạch, đỉnh đấu hồn, mà võ sĩ trẻ tuổi có tương lai vô hạn bị càng kinh đánh một đấm, một cú đập chết. Càng kinh không dám tin vào kết quả này. Chỉ dung hợp một phần kinh nghiệm chiến đấu của tiền bối tộc lộ Tây Pháp, chưa hoàn toàn tiêu hóa thành của mình thế mà cú đấm kia đã đánh bạo cường giả đỉnh đấu hồn. Thực lực như vậy có lẽ không thể thắng bán thánh nhưng dưới đỉnh đấu hồn đấu cùng càng kinh chắc chỉ có mấy chiến sĩ bên cạnh hắn là chịu nổi. Sạch sẽ. Đoạn phong bất nhị tặc lưỡi khen lần sau có cơ hội cho ta nếm thử đi. Càng kình gật đầu. Bây giờ thực lực của đoạn phong bất nhị tăng vọt, gã muốn động tay động chân thử một chút cũng dễ hiểu. Có hồn vực dịch chuyển tức thời, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà trẻ đấu với chiến sĩ mạnh hơn vẫn đủ thực lực liều một trận. Cú đấm tuyệt vời. Trong rừng cây yên lặng, thanh âm không quá quen thuộc rơi vào tai đám người càng kình, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, lộ tay pháp lưu thủy, một nột thiên sách. Mộ bóng ma từ sau thân cây to chậm rãi bước ra. Bác hoang kiếm anh. Đám người càng kinh, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, lộ tay pháp lưu thủy, một nột thiên sách cảnh giác nhìn chầm chầm ma xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Ma võ sĩ huyết mạch trước mắt xếp hạng 3 trong bản nhập thánh. Lộ tay pháp tái thủy cách không vào được top 10 bản nhập thánh đã là bán thánh càng kình nghi ngờ ma võ sĩ huyết mạch trước mắt xếp hạng ba trong bản nhập thánh rất có thể đã hoàn thành nhập thánh chẳng qua không lộ tin tức với thế lực khác tiếp tục ở trong bản nhập thánh che giấu thực lực là chuyện nhiều chiến sĩ ma võ sĩ thích làm nó là thủ đoạn đặc biệt tự bảo vệ mình trước khi chém dết trên chiến trường tranh đấu trên lôi đài tư liệu của mỗi người hoặc ma đều nằm trong tay người khác bị nghiên cứu suy tính lặp đi lặp lại đặc biệt khi thực lực tương đương thì càng dễ rơi vào thế yếu Che giấu thực lực trở thành thói quen của nhiều chiến sĩ, ma võ sĩ. Càng kinh không quên lúc lộ tay Pháp tái thủy cách đi đã nói một câu gã tùy thời đạt đến tình trạng nhập thánh chẳng qua muốn lợi dụng lộ tay Pháp chi tâm một hơi trùng kích đến cảnh giới khó thể tưởng tụng, gã cố ý ức chế mình. Lộ tay Pháp tái thủy cách làm như vậy thì bác Hoàng Kiếm Anh cũng có thể làm hành động tương tự. Căng thẳng như vậy làm gì? Bác hoang Kiếm Anh hơi lùi ra sau một bước cách mộc nột thiên sách xa, nhíu mày nói mà pháp tinh thần của ngươi thật là rất kỳ quặc ta không muốn tự chiến càng kinh không cảm giác đến chiến ý từ bác hoan kiếm anh nhưng không thả lỏng thần kinh nhẹ gật đầu vào lúc này phủ nhận là sai lầm tuy bề ngoài của càng kinh vẫn là ma tộc nhưng có chối cũng chưa chắc lừa được bác hoan kiếm anh bác hoang kiếm anh phất tay ném tấm bản đồ vào tay càng kinh hắn nhìn thấy nó rất nhiều lần ký ức khắc sâu báu vật ngươi tìm chính là ta bác hoan kiếm anh giơ ngón cái chỉ ngực mình nói Bác Hoàng vô sinh kêu ngươi đến chính là tìm ta, lần trước chào hoi ngươi là muốn xem ngươi có đồng ý đi bác Hoàng gia tộc ta không? Càng kinh mờ mịt nhìn bác Hoàng kiếm anh, sao càng lúc càng rối nuôi? Trước kia lão già từng nói với ta nếu hắn tìm được người hoặc ma thừa kế ý chí sẽ phái đến ma tộc thử thách, ta là chặn thử thách cuối cùng. Bác Hoan kiếm anh vỗ ngực, mỉm cười nói. Vốn ta chờ ngươi đến bác Hoan gia tộc, vào một gian phòng tìm báu vật sẽ tập kích ngươi nhìn xem ngươi có đủ tư cách làm người thừa kế không. Nếu ngươi không đủ tư cách, bị ta giết thì sẽ do ta kế thừa. Bị ma như vậy tập kích. Trong lòng càng kình dân trào hưng phấn và mất mát vì hụt cơ hội, không có vẻ gì e sợ đối thủ mạnh mẽ. Bác Hoan Kiếm Anh đánh giá biểu tình của càng kình, gật đầu, nói. Không tệ, nghe nói bị ta tập kích chẳng những không sợ ngược lại hưng phấn. Nhưng, ngươi không có cơ hội bị ta tập kích. Bác Hoang Kiếm Anh nhìn mảnh vụn sát lộ tay Pháp Trí Phong rải rác, nói. Ngươi đánh một đấm kia đã chứng minh ngươi có tư cách trở thành người thừa kế của lão già. Tuy nhiên tương lai ngươi nhập thánh có chút vấn đề, ta lo lão già sẽ vì ngươi chạy về bác hoang gia tộc trọng một thánh khí giúp ngươi nhập thánh. Nhập thánh không chỉ hồn binh làm được, thánh khí cũng có thể giúp cường giả đỉnh đấu hồn nhập thánh, chẳng qua cái giá sau khi nhập thánh là thánh khí vỡ. Tuy rằng hiệu quả dùng thánh khí nhập thánh tốt hơn hồn binh nhưng dù là gia tộc huyết mạch đỉnh giai, hoàng tộc cũng sẽ không xa xỉ đến sử dụng thánh khí nhập thánh, thứ này dùng một lần thiếu một lần. Khóe mắt càng kinh liếc lộ tay pháp lưu thủy. Thập công chúa ma tộc hai tay che ngực, biểu tình cảnh giác trừng càng kinh. Lộ tay pháp lưu thủy hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đừng hồng đụng vào ám ma khải của ta. Ám ma khải. Thánh khí bị mất của tộc lộ tay pháp, Bác Hoàng Kiếm Anh đầy hứng thú đánh giá lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói Ta hơi muốn đánh nhau với nàng nhưng tiếc rằng nàng còn có tiềm lực chưa tan hết, ta sẽ chờ. Được rồi, các ngươi hoàn thành thử thách. Bác Hoàng Kiếm Anh phất tay nói Bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tái ngoại đi. Càng kinh đánh giá bác Hoàng Kiếm Anh, xác định ma tộc xếp hạng ba bản nhập thánh không có ý định ra tay, cùng đám người đoạn phong bất nhị, phần độ cuồng ca, thiết khắc, một nột thiên sách lộ tay pháp lưu thủy chạy nhanh đi tuyến đường đã định sẵn. Càng kinh nói. Đi đóng vưu na lạp. Bác hoang kiếm anh chấp hai tay sau lưng nhìn bóng lưng càng kình liên tục lắc đầu, nói. Thật tình rất muốn đánh nhau với hắn, cú đấm kia có vị khó tả, dường như thứ gì ngăn trước mặt hắn đều biến yếu ớt. Chạy. 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 Trên đất ma tộc cưỡi chiến mã chạy nhanh như bay. Liên tục hai ngày càng kình không thấy có ngăn cản gì, càng không có tin tức liên quan hoàng tộc lộ tây pháp truyền ra trên đất ma tộc chuyện tranh đoạt lộ tây pháp chi tâm đêm hôm đó như chưa từng xảy ra nếu không phải càng kình chạm vào lộ tây pháp chi tâm nếu không phải tinh hoa lộ tây pháp chi tâm còn nằm trong người hắn thì càng kình cho rằng đó chỉ là giấc mộng nam kha nhiều ngày đám người càng kình đoạn phong bất nhị phần đồ cuồng ca thiết khắc một nột thiên sách lộ tây pháp lưu thủy chạy nhanh đi chuyện liên đến lộ tây pháp chi tâm chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà lẫn vào ma tộc vẫn không đồn ra trên đất ma tộc. Chỉ có một tin tức chấn động nguyên ma tộc lọt vào tai càng kinh. Thái tử điện hạ ma tộc, thất hoàng tử lộ Tây Pháp trận thị có tương lai, bác hoàng tử lộ Tây Pháp tinh thần đệ nhất bản nhập thánh mất tích. Mất tích, ám bộ phái ra nhiều ma tìm kiếm nhưng không có chút tin tức về ba hoàng tử lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp trận thị, lộ Tây Pháp tinh thần. Ba hoàng tử biến mất. Nghe tin này, đám người càng kinh, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, một nột thiên sách, lộ tay pháp lưu thủy ngẩn ngơ, sao có thể như vậy? Vốn tưởng rằng ba hoàng tử lộ tay pháp trần thủy, lộ tay pháp tái thủy cách, lộ tay pháp tinh thần tranh giành lẫn nhau sẽ có một người thắng. Nhưng hôm nay ba hoàng tử lộ tay pháp trần thủy, lộ tay pháp tái thủy cách, lộ tay pháp tinh thần cùng biến mất. Càng kinh không nghĩ ra hôm đó vì cầu thoát thân hắn ném lộ tay pháp chi tâm ra ngoài đổi lấy ba hoàng tử thực lực mạnh mẽ mất tích. Chắc chưa chết. Sau khi lộ tay pháp lưu thủy xác định tin tức này không phải ba hoàng tử lộ tay pháp Trần thủy, lộ tay pháp tái thủy cách, lộ tay pháp tinh thần cố ý tung tin giả thì thần kinh thả lỏng, tìm một quán rượu trong một trấn nhỏ không quá phồn hoa. Lộ tay pháp lưu thủy ăn cơm nóng, tổng kết suy đoán. Lộ tay pháp lưu thủy nói ta cứ có cảm giác ba người kia chưa chết càng kinh uống hai hớp canh dê ấm áp dạ dày nhẹ gật đầu đồng ý lộ tay pháp lưu thủy suy đoán ba hoàng tử lộ tay pháp trận thủy lộ tay pháp tái thủy cách lộ tay pháp tinh thần tuyệt đối không chết hết nếu có một người xuất hiện thì còn bình thường nhưng bây giờ cả ba cùng mất tích càng kinh cảm thấy ba hoàng tử ma tộc không chết sao cũng được đoạn phong bất nhị lười biến gục trên mặt bàn ngáp dài nói bọn họ không xuất hiện là chuyện tốt ngày mai chúng ta có thể rời khỏi lãnh địa ma tộc quay về tái ngoại an toàn rồi tái ngoại an toàn nụ cười của càng kinh có chút đắng tái ngoại mỗi ngày có chém dết máu me sinh mệnh trôi đi thế nhưng bây giờ trong mắt đám người đoạn phong bất nhị phần đồ cuồng ca thiết khắc biến thành an toàn xem ra tình cảnh hiện tại của mọi người quá kém về tái ngoại lộ tây pháp lưu thủy chìm đắm trong phân tích chật biến sắc mặt tay cầm bát cơm khẽ run, biểu tình hơi buồn, không có gì là vui sướng thoát khỏi nguy hiểm. Đám người càng kinh, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, một nột thiên sách chỉ lo cúi đầu phân tích, không thấy lộ tay pháp lưu thủy biến sắc mặt. Ăn xong bữa cơm chiều, đám người càng kinh, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, một nột thiên sách, lộ tay pháp lưu thủy tự quay về phòng mình đã đặt trước khi lộ tay pháp lưu thủy vào tiệm cơm. Mấy ngày nà đám người càng kinh, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, một nột thiên sách, lộ tay pháp lưu thủy liên tục không ngừng điên cuồng chạy nhanh, sợ ba hoàng tử lộ tay pháp trận thủy, lộ tay pháp tái thủy cách, lộ tay pháp tinh thần biết tinh đột nhiên xuất hiện. Không ngờ ba hoàng tử ma tộc đáng lo nhất tập thể mất tích, đại ma vương bệ hạ tự ban thánh chỉ tìm kiếm lộ tay pháp trận thủy, lộ tay pháp tái thủy cách, lộ tay pháp tinh thần. Đám người càng kinh, đoạn phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, một nột thiên sách, lộ tay pháp lưu thủy hấp thu ít lợi từ lộ tay pháp chi tâm, mấy ngày nay bởi vì gần như chật vật chạy trốn căn bản không có thời gian hoàn toàn tiêu hoa. Chỉ có thiết khắc, lộ tay pháp lưu thủy bởi vì huyết mạch nên trong khi chạy trốn vẫn tăng tiếng không ngừng. Càng kinh ngồi trước sông cửa sổ nhìn trăng mới mọc, nói Mấy ngày nay thiết đẹp trai liên tục tăng thực lực, không biết hắn đã đến cảnh giới gì rồi, cách nhập thánh còn có bao xa. Nhập thánh Càng kinh không nghi ngờ thiết khắc sẽ nhập thánh, dù không có tích lũy khổng lồ như lộ Tây Pháp lưu thủy cũng không thành vấn đề, huống chi bây giờ gã tích lũy phong phú. Két 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 két. Không có tiếng gõ cửa, cửa phòng bị đẩy mở. Lộ Tây Pháp lưu thủy không đợi càng kinh cho mời đã bước chân vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Rầm. Ván cửa chạm vào khung cửa không lớn. Nhưng, giờ khắc này. Càng kinh cảm giác nghe thanh âm vang dội nhất, thanh âm hỗn hợp quyết tâm, kiên định, quyết tâm chưa từng có của lộ tay pháp lưu thủy. Phù Ngọn đèn trên bàn bị lộ tay pháp lưu thủy búng tay dập tắt. Trong khoảnh khắc gian phòng tối sầm, chỉ có ánh trăng len qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng. Đây là Càng kinh ngẩn người, chợt thấy gò má lộ tay pháp lưu thủy hay hồng. Hai tay lộ tay pháp lưu thủy cởi nút cổ áo. Càng kinh ngập ngừng kêu lên. Lưu thủy Môi càng kình bị đôi môi hồng nóng bỏng chặn lại, đầu lưỡi mềm ngọt ngào chui vào. Đầu óc càng kình trống rỗng, lưỡi bản năng cuốn lấy lươi lộ tay pháp lưu thủy. Tay lộ tay pháp lưu thủy bắt chặt tay càng kình kéo ra sau lưng mình. Ngay sau đó, bàn tay càng kình chạm vào thân thể đầy co giãn. Gò má lộ tay pháp lưu thủy nóng rang, cảm nhận bàn tay càng kình vịnh mông mình. Lộ tay pháp lưu thủy ông chặt càng kình hơn, nhắm mắt hưởng thụ giây phút êm đềm càng kình ngạc niên nhìn lộ tay pháp lưu thủy chuyện này yêu ta đi được không hai tay lộ tay pháp lưu thủy ông ma tộc càng kình độc nhãn nóng bỏng nhìn hắn ta buông tự tôn của phụ nữ chủ động đưa lên cửa đừng đẩy ta ra đừng từ chối ta để ta trao mình cho ngươi được không nói rồi lộ tay pháp lưu thủy lại hôn môi càng kình giờ phút này càng kình không suy nghĩ gì nữa nếu hắn cứ từ chối thì hai đôi môi dán nhau hai cái lưỡi cùng múa hai tay càng kình đặt trên mông vêu, mười ngón mở ra bóp cặp mông co giãn. Bụng càng kình nóng lên, thân thể bắt đầu biến đổi. Lộ tay pháp lưu thủy chậm rãi lùi ra sau, càng kình từ từ tiến tới trước. Hai người ngã xuống giường. Tay càng kình đi từ cặp mông lên eo thon rồi đi dần lên trên, xâm phạm gò bồng đào bí ẩn. a à, Lộ tay pháp lưu thủy khẽ trên mất hồn, làm phần dưới của càng kình nhanh chóng cứng. Tay bóp ngực lộ tay pháp lưu thủy cởi thứ ngăn cản, làn da tiếp xúc làn da co giãn, cảm nhận hạt đậu cứng dần. Vải áo không thể ngăn cản đôi nam nữ như đoàn lửa cuốn nhau, chúng nó nhanh chóng mất tác dụng rơi rụng xuống đất. Càng kinh cảm giác vị trí lộ tay pháp lưu thủy phun ra khí nóng, eo hỏng lên trên. Hai tay lộ tay pháp lưu thủy vòng qua lưng càng kình bấu mạnh, móng tay bấu vào da hắn. Đừng ngưng. Lộ tay pháp lưu thủy đỏ mặt nhìn càng kinh, nói vào đi, đêm nay ta trao thân cho ngươi. Ta muốn làm nữ ma của ngươi, đừng dịu dàng với ta yêu ta đi. Hãy mạnh mẽ yêu ta. Càng kinh không người hôn môi hồng, eo hỏng lên, cảm giác xâm nhập vào bí cảnh chưa từng tới. Càng kinh thấy môi nóng rác đó là vì lộ tay pháp lưu thủy đau đớn cắn một cái. Trong phút chốc càng kinh cảm giác hắn khác với trước, bây giờ hắn mới là nam nhân thật sự, con đường phía trước bị kín vẫn quyết đi tới. Yêu ta đi. Càng kinh yêu ta nhiều vào. Ngực lộ tay pháp lưu thủy cọ sát ngực càng kình, đẩy nam tính của hắn lên đến độ cao mới. Thân thể càng kình cứng nhắc bản năng phập phòng. Yêu ta đi. Yêu ta nhiều vào. gian phòng nho nhỏ, lộ tay pháp lưu thủy cứng nhắc phối hợp càng kình hoạt động, không ngừng trên rỉ. Yêu ta nhiều vào. Sâu chút nữa. Mạnh nữa. Đừng quan tâm ta. Mạnh hơn nữa. Dường nhỏ kêu răng rắc như chịu không nổi áp lực sắp sập rồi lại cố gắng chống đỡ. Một người một ma càng lúc càng quen thuộc nên làm như thế nào? Lộ tay pháp lưu thủy bò lên người càng kình, hai tay ấn bụng hắn, gáy ngọc đầy dấu hôn ngửa cao. Đôi cánh đọa lạc thiên sứ đen to dương ra sau lưng lộ tay pháp lưu thủy. Ma võ sĩ huyết mạch chiến thân. Giờ phút này, lộ tay pháp lưu thủy hóa thân huyết mạch đọa lạc thiên sứ càng kinh cảm giác lực lượng kẹp chặt mình tăng gấp đôi, sung sướng khó tả lan tràn khắp người. càng kinh bản năng lật người đè lộ tay pháp lưu thủy, đôi cánh to bao phủ hai người. ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ chỉ có thể chiếu vào cánh chim đen không ngừng mấp máy. mạnh thêm đi. càng kinh. để lại mầm trong người ta đi. a. À. lộ tay pháp lưu thủy trên rỉ, đôi chân thon dài kẹp chặt eo càng kinh. thời gian chậm rãi trôi qua, giường gỗ ngừng kêu. Càng kinh nhẹ vuốt mặt lộ tay pháp lưu thủy, mắt xẹt qua hốc mắt trống rỗng, dịu giọng hỏi. Thật sự không cần ta tìm một con mắt cho nàng. Không. Giọng lộ tay pháp lưu thủy bướng bỉnh vang lên, nàng nhìn càng kinh, nói. Bây giờ dù ngươi có móc mắt thiết đẹp trai xuống trả lại cho ta thì ta cũng không cần. Ngón tay càng kinh vuốt mặt lộ tay pháp lưu thủy khẽ run, nàng trả lời làm hắn bất ngờ. Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ ta, ta mất mắt là vì ngươi mắt nữ ma của ngươi bị ngươi tự tay móc. Lộ tay pháp lưu thủy cầm tay càng kình đặt trên ngực mình, nói. Bóp nó được không? Càng kình cúi đầu khẽ cắn bánh bao, ngậm giái tai, khẽ hỏi. Thật sự muốn ở lại. Lộ tay pháp lưu thủy khẽ run, dần mỉm cười nói. Không ủng là nam nhân của ta, đã đoán được. Càng kình khó hiểu hỏi. Nàng có biết ở lại là nguy hiểm không? Ta biết lộ tay pháp lưu thủy cố chấp nhìn càng kình nói nhưng ta muốn ở lại lần này được đến lộ tay pháp chi tâm truyền thừa ta nghĩ ta có thể tranh giành ngôi vua kia ta không muốn từ bỏ cơ hội này lộ tay pháp lưu thủy ta nhất định trở thành nữ hoàng có lẽ mắt lộ tay pháp lưu thủy chợt buồn nói có lẽ khi ta trở thành nữ hoàng sẽ có cơ hội giải trừ chiến tranh hai bên ta không muốn gặp ngươi trên chiến trường nhân mà nếu ta không thành nữ hoàng thì sẽ bị phái đi chiến trường nhân ma khi đó dù ta có chạy trốn thì chân sách hoàng triều sẽ chấp nhận ta sao có ta không tay lộ tây pháp lưu thủy che môi càng kình nói ta là nữ ma của ngươi nhưng o muốn vướng chân ngươi lần trước theo ngươi về chân sách hoàng triều là mạo hiểm có mục đích khi đó ta nghĩ nếu bị lộ thân phận thì kéo ngươi chôn cùng bây giờ lộ tây pháp lưu thủy nhẹ lắc đầu tóc đen dài gần sống trên giường. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Nếu ta theo ngươi trở về chân sách Hoàng Triều bị lộ thân phận thì ngươi sẽ làm sao? Ngươi sẽ cứu ta, liều mọi thứ cứu ta. Bởi vì ngươi là nam nhân của ta, chắc chắn ngươi sẽ làm như vậy. Hai tay lộ tay pháp lưu thủy vòng qua cổ càng kình, nói. Nam nhân của ta ơi, ngươi có biết là ta yêu ngươi nhiều cỡ nào không? Ta không muốn khi đó ngươi vì ta mà đối kháng cả chân sách Hoàng Triều. Ta có thể tưởng tượng hình ảnh đó hoa lệ biết bao. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhắm mắt lại chìm trong ảo tưởng, nói. Nếu ta bị phát hiện thân phận, người ra tay sẽ chọn lúc ngươi không bên cạnh ta rồi phế bỏ thực lực của ta, trói ta ở trung ương quảng trường thần đô, thiêu chết ta, còn ngươi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mở to mắt khẽ hôn càng kình, nói. Nam nhân của ta, lúc đó ngươi chắc chắn sẽ mặc chiến bào, đơn độc dết vào trung ương quảng trường có tầng tầng hộ vệ, với tư thế anh hùng cái thế cứu ta. Dù máu nhùm mặt đất, dù vô số đầu người rơi xuống thì ngươi sẽ tới cứu ta, bởi vì ngươi là nam nhân của ta, nam nhân duy nhất. Đó là cảnh tụng mỗi nữ nhân, nữ ma đều nằm mơ. Khóe môi lộ tay pháp lưu thủy công lên nụ cười kiêu ngạo. Bất cứ phụ nữ nào thà chết cũng muốn thấy cảnh tượng đó. Ta từng hy vọng, từng ảo tượng như vậy nhưng... Ta không thể ích kỷ. Lộ tay pháp lưu thủy nhìn càng kình, nói. Ta không thể khiến ngươi rơi vào nguy hiểm như thế. Ngươi phải trở thành anh hùng trong lòng dân chúng chân sách hoàng triều, ngươi cần giải cứu phụ thân của ngươi, dẫm càng gia dưới chân. Chỉ đánh bại càng chiến huyền là không đủ, ngươi cần đạp đổ càng gia, dùng lực lượng toàn quốc gia, dân chúng hủy vinh diệu của bọn họ. Ngươi đừng nói gì hết, hãy nghe ta nói. Lộ Tây Pháp lưu thủy ông siết càng kình, nói. Ta sẽ không theo ngươi trở về vào chân sách hoàng triều không an toàn với ta ngươi không chỉ có một mình bên cạnh ngươi có một đám người ta không thể khiến ngươi rơi vào hoàn cảnh như vậy ta lộ tay pháp lưu thủy là nữ ma của ngươi ta không phải hòn đá cản trở ta muốn giúp đỡ ngươi nếu ba hoàng tử mất tích trở về yên tâm ta có cách ứng đối đừng quên ta là lộ tay pháp lưu thủy nữ hoàng tương lai lộ tay pháp lưu thủy hôn càng kình nói lại yêu ta một lần được không? Nói cho gia anh tỷ tỷ lần đầu của ngươi bị ta lấy. Càng kinh bình tĩnh nhìn lộ tay pháp lưu thủy trong ngực mình, mang theo nữ ma quay về chân sách hoàng triều đúng là tràn ngập nguy hiểm, nhưng để nàng ở lại ma tộc thì an toàn sao? Yên tâm đi, lần này ta được lợi từ lộ tay pháp chi tâm, ta sẽ lợi dụng nó. Lộ tay pháp lưu thủy như rắn nước cuốn càng kinh, nói. Đến đây, yêu ta thêm mấy lần đi, ta muốn sinh con cho ngươi. Càng kinh im lặng hôn lộ tay pháp lưu thủy. Trước nay lộ tay pháp lưu thủy không phụ thuộc vào tia, nàng không là bình hoa, nàng có mục tiêu và kiên trì của mình. Càng kinh có khuyên nhu gì thêm cũng vô dụng. Ta sẽ bảo vệ chính mình. Lộ tay pháp lưu thủy rướng gáy ngọc, nhắm mắt hưởng thụ càng kinh cày cấy. Chờ khi ngươi đến ta thì ta sẽ trở thành nữ hoàng cao quý, chờ ngươi đón ta. Trong gian phòng chỉ còn lại dục vọng và tiếng thở dốc. Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời hắt vào trong phòng trên giường gỗ đơn sơ chỉ có một mình càng kình vẫn đang ngủ say hoặc nói là đang giả vờ ngủ say lúc trời còn mờ tối lộ tay pháp lưu thủy đã rời khỏi giường không lời nói lời từ biệt nhưng hai bên đều hiểu rất rõ thật ra đối phương cũng đã tỉnh táo chỉ là không ai mở miệng ai cũng sợ mình thật sự không nhịn được sẽ cứng rắn yêu cầu đối phương thay đổi quyết định càng kình mở mắt yên lặng nhìn lên trần nhà ánh mắt có chút trống rỗng hắn rời khỏi giường bắt đầu mặc quần áo cả một đêm điên cuồng cũng không để thân thể hắn khó chịu mệt mỏi trái lại vận động như vậy tiêu hóa không ít tinh nguyên trong thân thể càng kình cảm giác sự tích lũy của mình mỗi giây mỗi phút đều được đầy thêm càng kình ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu nhìn mấy người đang ngồi vây quanh bàn ăn cố nặn ra một nụ cười có chút bất lực ngày hôm nay bánh bao thịt không tồi đoạn phong bất nhị không mặn không nhạt nói một câu sau đó vùi đầu vào hút bát cháo không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người không phải là người ngu xuẩn. Mặc dù ngày hôm qua bọn họ không tận mắt nhìn thấy biểu hiện của lộ Tây Pháp lưu thủy, nhưng vẫn có thể cảm giác được có gì đó không đúng. Cả đêm chiến đấu trên giường, đối với những chiến sĩ trữ tuổi có ngũ giác siêu cường này, tất nhiên hoàn toàn không thể nào che giấu được. Tuy rằng bọn họ chưa thấy càng kinh nói gì, nhưng cũng có thể đoán được vị lộ Tây Pháp lưu thủy kiêu ngạo kia quyết định thế nào tất cả mọi người cúi đầu ăn vua na lặp nhẹ nhàng dựa sát vào bên cạnh thiết khắc trong lúc nhất thời hình như trong đội ngũ chưa từng tồn tại một lộ tây pháp lưu thủy vậy ăn xong điểm tâm mọi người đều biết càng kình không có tâm tình tiếp tục ở lại chỗ này mọi người nhìn càng kình đứng dậy đi ra ngoài cửa để cho càng kình dừng bước xoay người đi về phòng nhìn chiếc giường lớn đêm qua đã diễn ra một cuộc chiến không ngừng cái này ta muốn mang đi nó chứng kiến một đêm của ta Chiếc giường lớn đơn sơ được để vào trong đấu giới Càng kinh thả một kim tệ trên mặt đất Xoay người đi ra khỏi phòng Đoạn phong bất nhị biểu môi Chờ tới khi ta có thời gian chiến một trận trên giường Ta đã mang đi cả nhà sách Thiết khắc trừng mắt với đoạn phong bất nhị Người chưa từng chiến một trận như vậy đâu Không sai Người chưa từng làm như vậy Bác khắc tư lệ yên lặng đứng ở ngoài cửa vẻ mặt tức giận trừng mắt với đoạn phong bất nhị vừa đi tới cửa phòng trong đôi mắt thoáng ngân ngấn ánh nước nụ cười trên mặt đoạn phong bất nhị nhất thời cứng ngắc ánh mắt vừa rồi còn đắc ý hiện tại đã bị quét sạch trong mắt hắn thoáng lộ vẻ kinh ngạc sao nữ ma này lại xuất hiện ở nơi này lẽ nào xung quanh đây lại có một đám ma tới sao ngươi đã nói sẽ chịu trách nhiệm đối với ta bác khắc tư lệ vừa lộn cổ tay chợt có thêm một thanh chiến đao sáng loáng hiện ra không ngờ lại tự mình rời khỏi. Đoạn phong bất nhị thở dài. Lúc đầu khi mình nhìn thấy ma nữ này, quả thực cảm thấy rất thích nàng, cũng không lo nghĩ quá nhiều tới hậu quả, chỉ muốn lợi dụng lực ảnh hưởng của càng kình, đẩy ngã ma nữ này. Ta là nhân loại. Cái này nàng không biết sao? Biết. Cho nên. Nhanh như chớp, bác khắc tư lệ bổ ra một đao. Ánh đao sáng ngời nhất thời làm nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống chiến đao rít gào giống như tiếng ngựa hí lao thẳng tới đầu của đoạn phong bất nhị. Ta muốn giết ngươi. Âm. Chiến đao dơ lên cao hạ xuống. Khung cửa làm sao chịu được uy lực như vậy, nhất thời vỡ vụn rơi xuống. Chiến đao chỉ bổ trúng bóng người, đoạn phong bất nhị đã lóe lên xuất hiện ở phía sau bát khắc tư lệ, hai tay như kiểm sát đưa ra nắm lấy cổ tay của nàng, hai chân co lại giống như con trăng lớn cuốn lấy hai chân của nàng, phòng ngừa nàng dơ chân lên đá người. Một người một ma cuốn lại với nhau, cả hai bên cùng sử dụng lực lượng, nhất thời ngã sắp xuống mặt đất. Buông. Không thành vấn đề, nhưng với điều kiện là nàng không chém ta nữa. Không được. Ta nhất định phải giết ngươi. Vậy nàng đừng mơ. Ta không có thói quen để người khác chém mình. Hơn nữa thực lực nàng hiện tại đã là đấu hồn đỉnh phong. Chúng ta giao đấu rất có thể sẽ có người bị tử thương. Đây không phải là kết cục ta muốn nhìn thấy. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Bác khắc tư lệ liên tục giãy dụi nhưng trước sau vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của đoạn phong bất nhị. Thiết khắc nhìn đoạn phong bất nhị lăn trên mặt đất, toàn thân đầy bụi đất. Hắn thoáng cười lạnh một tiếng. Củi mục, ngay cả một nữ ma cũng không dẹp yên được. Ta phải. Ô ô. Bác khắc tư lệ muốn mở miệng nói, nhưng miệng lại bị đôi môi của đoạn phong bất nhị ngăn lại nàng cố gắng dãy dụa nhưng vẫn không cách nào dãy dụa thoát khỏi sự khống chế của hắn lực lượng phản kháng của nàng dưới thế tiến công của đầu lưỡi chiến sĩ huyết mạch trắng chín đầu dần dần nhỏ xuống phù đầu lưỡi đoạn phong bất nhị bị bát khắc tư lệ cắn nhìn ma vũ sĩ ma tộc mã môn bị mình ép trên mặt đất hét lớn nàng thật sự cắn ta sao phù 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 ngực bát khắc tư lệ phập phồng lên xuống rất nhanh vẻ mặt không hết hận nhìn chầm chầm vào đoạn phong bất nhị. Cắn chết ngươi. Hiện tại nàng hẳn đã nhìn ra được, giết ta rất khó khăn sao. Đoạn phong bất nhị thở dài. Thật ra, ta muốn tới nói cho nàng hiểu được tình hình thực tế, nhưng ta lại sợ nói cho nàng biết, nàng sẽ như bây giờ, lại muốn đánh lại muốn giết. Nàng cũng thấy tên ẻo lả bên cạnh kia chứ. Đoạn phong bất nhị liếc mắt nhìn thiết khắc ở cách đó không xa. Cái tên ẻo lả kia đã từng nói nếu như trong trường hợp nàng bán đứng chúng ta, hắn sẽ tự tay giết nàng. Ta sợ nàng sẽ bị hắn giết chết, cho nên ta sẽ thua hắn sao? Vẻ mặt bác khắc tư lệ không phục nhìn về phía thiết khắc. Nhìn thấy vẻ khiêu khích, không phục trên khuôn mặt của bác khắc tư lệ, đa đôi cánh chim màu đen thật lớn hoàn toàn gian rộng. Hắn chỉ vừa gian rộng cánh, không cần bất kỳ đấu khí nào, đã tạo thành một loại áp lực đặc biệt. Bác khắc tư lệ kinh ngạc nhìn thiết khắc. Ba đôi cánh, điều này đại biểu cho cái gì đó là biểu hiện thức tỉnh chung cực lẽ nào ma vũ sĩ huyết mạch thiên thần đọa lạc của thế hệ này lại thức tỉnh chung cực sao không đúng đây không phải là lực lượng cường thế sau khi thức tỉnh chung cực nàng có thể thử một lần lời nói của thiết khắc giống như một thanh kiếm nhuốm máu lạnh vừa được trút ra khỏi vỏ toàn than hắn có một sự tự tin nói không nên lời bác khắc tư lệ chăm chú nhìn vào thiết khắc cho dù ngươi có ba đôi cánh thì thế nào? Ta vẫn có thể đánh thắng được ngươi. Là một trong những thiên tài nhất của chiến sĩ huyết mạch ma tộc mã môn thế hệ này, bác khắc tư lệ biết mình cũng có tiềm lực vô cùng mạnh mẽ. Thôi đi. Ta biết nàng lợi hại rồi. Đoạn phong bất nhị nhìn bác khắc tư lệ. Nhưng nàng có thể đánh thắng được tất cả mọi người chúng ta sao? Ta, có hài tử của ngươi. Bác khắc tư lệ nhìn chầm chầm vào đoạn phong bất nhị. Ngươi không muốn hài tử vừa sinh ra, bị người ta phát hiện là con lai giữa người và ma lập tức giết chết chứ. Ta có con sao? Đoạn phong bất nhị kinh ngạc nhìn vào bụng của bác khắc tư lệ. Nàng nói ta có con sao? Nếu không, ta tại sao lại phải tới đây tìm ngươi? Trên mặt bác khắc tư lệ đầy ủy khuất. Ta từng nghĩ tới chuyện bỏ nó, nhưng ta làm không được. Bỏ nó? Vì sao lại bỏ nó? Trên trán đoạn phong bất nhị liền lắm tắm mồ hôi lạnh. Không thể bỏ nó. Ta nói rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào? Trên mặt bác khắc tư lệ thoáng lộ ra một nụ cười nhạt. Giống được các ngươi đều là một đám chỉ biết cầm quần chạy. Chịu trách nhiệm. Ngươi sẽ tự mình rời đi. Không dẫn ta theo. Để lại ta và hài tử trong ma tộc mã môn. Chờ hắn ra đời, sau đó sẽ bị giết chết sao đoạn phong bất nhị càng đổ mồ hôi lạnh đối với những lời lên án này mình thật sự không biết nên giải thích như thế nào ta đã sai xin lỗi là ta không đúng bác khắc tư lệ kinh ngạc nhìn đoạn phong bất nhị nàng thật không ngờ mình thật sự có thể đủ nghe được lời xin lỗi như vậy hơn nữa còn rất thẳng thắn toàn bộ đều nhận có thể nàng không tin nhưng ta thật sự rất thích nàng Đoạn phong bất nhị chậm rãi buông lỏng hai tay của bác khắc tư lệ ra. Hắn giơ tay lên gãi gáy vẻ mặt xấu hổ. Lúc đầu, ta đối xử với nàng như vậy, quả thực rất quá đáng. Ta sợ nàng không chịu đi theo ta. Ta cũng sợ nàng biết ta là nhân loại. Ta. Dẫn ta đi. Cái gì? Đoạn phong bất nhị ngẩn người. Bác khắc tư lệ đang đứng ở trước mặt mình, lại bảo mình dẫn nàng đi sao? Quả nhiên, ngươi vẫn không muốn chịu trách nhiệm. Trong mắt bác khắc tư lệ chợt lóe lên sự thất vọng, hai tay đẩy đoạn phong bất nhị ra, đứng dậy vỗ bụi đất trên người. Chuyện về hài tử, không cần ngươi quan tâm. Không phải. Nàng vừa nói cái gì? Theo ta đi. Đoạn phong bất nhị ngăn cản bác khắc tư lệ. Nàng biết ta muốn đi đâu sao? Nàng biết, hoàng triều chân sách có bao nhiêu người biết muốn giết chết ma tộc sao? Nàng biết. Ta chỉ muốn biết. Ngươi có nguyện ý dẫn ta đi hay không? Càng kinh một lần nữa quan sát bát khắc tư lệ. Nữ ma này xuất thân từ bộ tộc ma tộc Mã Môn Tham Lam, không ngờ vẫn còn có một mặt như vậy. Đoạn phong bất nhị thật sự biết nhìn người. Chịu. Vì sao không chịu dẫn nàng theo? Đoạn phong bất nhị ta sợ cái gì? Đoạn phong bất nhị ưỡn ngực. Nếu thật sự có người dám gây khó dễ với nàng chỉ vì nàng là ma tộc, trừ phi ta chết, nếu nàng không phá hoại hoàng triều chân sách ai muốn giết nàng ta sẽ giết chết hắn nếu nàng thật sự bị bắt trói lại bị người ta đòi giết chết cho dù phải đối kháng với toàn bộ hoàng triều chân sách đối kháng với toàn bộ hoàng triều chân sách thân thể càng kình có chút chấn động bản thân mình quyết định để lộ tay pháp lưu thủy rời khỏi là đúng hay sai giữ nàng lại giữ nàng lại nàng sẽ vui không sẽ không nếu tương lai nàng ở trong hoàng triều lộ Tây Pháp cũng bởi vì chuyện của mình lần này mà gặp phải nguy hiểm, như vậy, cho dù phải đối kháng với toàn bộ hoàng triều lộ Tây Pháp, mình cũng muốn dẫn nàng đi. Bác khắc tư lệ cúi đầu khẽ vuốt ve bụng mình, không hề nói một lời nào. Một nột chân sách phe phải cái quạt trong tay, thoáng cười nhạt. Yên tâm, chỉ cần bản hoàng tử trở thành hoàng đế, các ngươi có thể làm rõ thân phận, tùy tiện đi lại trong hoàng triều chân sách. Đoạn phong bất nhị nở nụ cười còn muốn chúng ta hỗ trợ ngươi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao nếu không thì sao một nộp chân sách thu chiếc quạt lại phóng người lên ngựa ngươi sẽ không cho là quan hệ giữa các ngươi và ta sau khi lộ ra tam ca của ta còn có thể nhân từ đối với các ngươi chứ tam hoàng tử càng kinh nghe thấy cái tên này trong lòng cảm giác giống như bị một cái gai ghim vào từ sau khi tiến vào tái ngoại tới nay tam hoàng tử chưa từng gặp mặt này đã nhiều lần thiếu chút nữa khiến mình phải chết tam hoàng tử. Phần đồ cuồng ca thở dài, vẻ mặt tán thưởng. Đây chính là hoàng tử được xưng là thiên tài về mưu kế. Ta cũng là thiên tài. Một nột chân sách khẽ đánh roi ngựa. Ngày nào đó nếu như ta làm hoàng đế, lão tử vẫn dám đạp mông ngươi, ngươi tin không? Đoạn phong bất nhị ông bác khắc tư lệ lên ngựa, không chút khách khí cắt đứt lời một nột chân sách nói. Cái này, ta thật sự vẫn tin. Một nột chân sách thở dài lắc đầu. Chỉ có điều, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một đống người gây phiền phức cho ngươi. Trước chờ ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi hãy nói. Đoạn phong bất nhị vung roi ngựa lên dục ngựa lao nhanh. Nói như ngươi đã thật sự ngồi lên ngôi vị hoàng đế vậy. Ta phải ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Phải. Trong ánh mắt cật nhã của một nột chân sách, lần đầu chấp động sự nghiêm túc. Thủ đoạn của tam hoàng tử quá độc ác. Nếu hắn thật sự trở thành hoàng đế, ngoài chuyện huynh đệ của hắn có thể sống sót hay không cũng vấn đề, đám bằng hữu bên cạnh mình, không đám trọng thần tương lai này. Không sai là trọng thần. Một nột chân sách sửa lại một ý niệm vừa xuất hiện trong đầu mình. Tính mạng của đám trọng thần tương lai này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người lại chạy suốt một ngày, mặt trời bắt đầu dần dần xuống thấp. Càng kinh đứng ở trên đất tái ngoại hít sâu không khí gần như có thể nói là thật sự tự do này mấy ngày nay tinh thần bị đè nén thế nào thực sự khó có thể nói rõ trên mặt mọi người đều lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm mấy ngày nay bọn họ ở trong ma tộc luôn luôn phải cảnh giác trong thời điểm cuối cùng càng dễ xuất hiện chuyện bại lộ cảm giác cạnh tranh với cái chết có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào thật sự còn nặng nề hơn so với đá nghìn cân rất nhiều chiến mã không tiếp tục chạy nhanh nữa mà nhàn tản di chuyển trong tái ngoại tuyệt đẹp này mặt trời lặng tái ngoại Ánh chiều tà Cảnh tượng thực sự hài hòa không nói nên lời Cũng có vẻ đẹp tuyệt mỹ nói không nên lời Đoạn phong bất nhị nhỏ giọng nói chuyện với bác khắc tư lệ ở trong lông mình Thiết khắc ông Vũ na lạp trong lòng mặc dù không nói chuyện Nhưng trên mặt có vẻ hạnh phúc ngọt ngào Một nột chân sách phe phải chiếc quạt giấy liên tục thở dài Ta cũng phải tìm một phi tử Cảnh tượng quá chói mắt như vậy Thực sự làm cho bản hoàng tử ghen tị Trở lại tái ngoại dưới hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, một nột chân sách bất tri bất giác đã thay đổi cách xưng hô của mình, biến thành bản hoàng tử. Mất đi áp lực, mọi người nhàn nhã chậm rãi tiến về phía trước, bất tri bất giác đã đi vào tái ngoại gần 10 dặm. Mặt trời đã chìm hơn một nửa xuống dưới đường chân trời. Tất cả thoạt nhìn đều có vẻ hài hòa thoải mái như vậy. Chân mày càng kinh chật nhíu lại, nhìn về phía vị trí một bóng người vừa xuất hiện ở phía xa. Không, chính xác mà nói là hai bóng người, chỉ có điều bóng người thật sự thu hút ánh mắt người khác lại chỉ có một. Có người sao? Đoạn phong bất nhị hất cầm nhìn về phía xa. Tại tầm mắt gần như là cực hạn, quả thực có hai cái bóng người đang đứng. Chỉ có điều, bóng người thật sự thu hút ánh mắt của bọn họ chỉ có một. Mọi người vận dụng thị lực nhìn lại, phát hiện ở bên cạnh hai người còn có một vật thể. Đó là mấy cái chiếu cỏ, theo gió thổi qua, nó sẽ nhẹ nhàng lay động, lộ vẻ thê lương hoặc nói là một dáng vẻ cằn cỗi không nói nên lời tái ngoại rộng lớn xung quanh đều không có một bóng người nhưng hai người này lại đứng ở đây hơn nửa thân ảnh này quả thực còn có chút quen thuộc như vậy con ngươi càng kình bỗng nhiên nhanh chóng co lại hai hàng quan sắc bén từ trong con ngươi bắn ra sắc mặt đoạn phong bất nhị thiết khắc và phần đồ cuồng ca gần như đồng thời biến đổi người này tới là vì bọn họ dưới màn đêm một cơn gió thổi qua mọi người đều cảm thấy phía sau lưng có một hơi lạnh xông thẳng lên trên đầu. Mặt trời lặn, ánh chiều tà dưới, bóng người thu hút ánh mắt của mọi người nhất đang đứng chấp hai tay ở sau lưng, ngạo nghễ nhìn lên trên bầu trời. Trong thần sắc của hắn lộ ra một loại tự tin khác thường. Toàn thân hắn tản ra một loại khí tức bá đạo thật sự khiến người ta kinh sợ, giống như dưới bầu trời này, ở tái ngoại này, hắn mới thật sự là người thống trị. Khí tức này khiến người ta theo bản năng rất dễ kích động, nảy sinh sự kính sợ. Mái tóc ngắn màu đen theo gió thổi thoáng tung bay. Khuôn mặt bá đạo của hắn lại giống như được đại sư nghệ thuật điêu khắc, lấy ra toàn bộ tâm huyết và sức lực của cả đời mới điêu khắc ra được. Khuôn mặt này, chỉ cần người ta thoáng nhìn qua một chút, trong lòng sẽ cảm thấy run sợ, muốn cúi đầu thần phục. Mũi hắn cao thẳng giống như dãy núi, đôi mắt tràn ngập vẻ bá đạo, lại không khiến người ta thông qua ánh mắt của hắn nhìn thấy được tâm tình thật sự trong lòng hắn, mà chỉ làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn toàn không phản kháng nổi. Ta chờ các ngươi rất lâu rồi. Càng chiến huyền. Càng kình xoay người từ trên lưng ngựa, lập tức nhảy xuống mặt đất. Đôi mắt hắn nhìn chầm chầm vào gia chủ càng gia. Người này vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh thiên cực đỉnh cấp, càng chiến huyền. Trong đôi mắt của hai nữ Ma vuna Na Lạp và bác khắc tư lệ đồng thời sáng ngời bọn họ ở trong ma tộc đã từng nghe đồn càng chiến huyền chiến sĩ huyết mạch đáng sợ này mỗi bữa cơm ăn mười ma hơn nữa ăn tiểu hài tử ma tộc chưa bao giờ nhổ xương ra không ngờ hắn lại xuất hiện ở nơi này mọi người nhất thời trở nên khẩn trương chiến sĩ huyết mạch đỉnh cấp có cấp bậc quan trọng nhất trong những người quan trọng như càng chiến huyền rất ít khi sẽ hiện thân một cách đơn giản ngày hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ như vậy tuyệt đối không phải bởi vì mọi người có biểu hiện đặc biệt xuất sắc trong ma tộc nên tới mời bọn họ uống rượu ăn cơm biết rõ dưới tình huống nếu tin tức hắn gần như một mình đơn độc ra ngoài bị ma tộc biết được tất nhiên sẽ phái ra vô số ma pháp sư và ma vũ sĩ cũng phải liều mạng với hắn vì gia chủ càng gia này vẫn dẫn theo càng vô thiên xuất hiện ở nơi này đã biểu lộ rất nhiều ý tứ sự bá đạo tự tin khí phách này mọi người đều cảm nhận được rõ ràng chuyện lần này sợ rằng sẽ đặc biệt phiền phức hiện nay chiến sĩ huyết mạch cường đại cao cấp nhất hai tay đặt ở sau người ung dung nhìn mọi người trong mắt hắn lộ ra ánh mắt thâm thúy giống như tia chớp khiến trong thiên địa dường như đều sáng ngời trên khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh lùng cay nghiệt lại có một chút khen ngợi cải trang làm ma tộc thâm nhập vào hoàng triều lộ tây pháp tạo ra thân phận kích lưu phi kính như vậy các ngươi rất thông minh sử dụng phương pháp như vậy để nâng cao thân phận của càng kình ở trong hoàng triều chân sách không sai, không sai. Càng chiến huyền khẽ gật đầu. Phương thức chiến lược, bố trí đại cục như vậy, các ngươi hẳn không thể nghĩ ra được. Đây là do xà hoàng bàn hoành cơ nghĩ ra đúng không? Lúc đầu ta thật sự có nhìn nhầm một điểm. Ta không nghĩ tới ngươi lại có năng lực như vậy. Chỉ có điều đáng tiếc. Càng chiến huyền lại cười nhạt lắc đầu nói. Bố cục của xà hoàng quả thực thượng thừa. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thể sống trở lại hoàng triều chân sách, bố trí của hắn mới có hiệu quả. Càng chiến huyền, có chuyện gì không thể nói được chứ? Một nột chân sách phe phẩy cái quạt giấy khẽ nhíu mày. Chỉ cần càng kinh trở lại càng gia. Vậy không phải nói, khả năng quan sát của bản gia chủ không tốt sao? Hơn nữa, càng chiến huyền cười lạnh một tiếng. Ngươi hỏi hắn một chút, hắn sẽ trở lại càng gia sao? Ta đưa ra cho hắn điều kiện như vậy, không phải hắn sẽ dễu cật ta sao lục hoàng tử điện hạ tôn kính ngày hôm nay trừ lục hoàng tử ra tất cả mọi người đều phải chết ánh mắt càng chiến huyền tê đảo qua đoạn phong bất nhị không phải xà hoàng coi trọng ngươi sao ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây muốn liên kết các nghiệp đoàn thợ rèn thuốc thuốc thần bí minh văn lại đối kháng ta sao các ngươi không có cơ hội càng kinh nhìn chầm chầm vào hai người càng chiến huyền cùng càng vô thiên, thấp giọng nói. Các ngươi, chạy về hướng ma tộc đi. Lần trước chuyện trước cửa càng gia, không chỉ là vài chiến sĩ huyết mạch thế hệ trẻ càng gia bị thương nặng, thậm chí trong các trường hợp khác còn giết chết vài chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương. Chuyện giữa hai bên chuyện chỉ có một phương pháp giải quyết chính là dùng vũ lực. Còn muốn chạy sao? Hôm nay ta tự mình đến đây, chính là vì đề phòng trong số các ngươi có người chạy trốn phái ra đối thủ có thực lực vượt qua các người một chút có thể kích phát chiến lực của các ngươi thành đá kê chân lớn cho các ngươi loại chuyện này càng chiến huyền ta chắc chắn sẽ không làm nếu đã quyết định phải giết chết các ngươi ta sẽ đích thân động thủ vừa dứt lời đầu gối càng chiến huyền thoáng uốn cong hắn giơ chân lên bước tới phía trước một bước một bước này thậm chí còn thần kỳ hơn so với thuấn di gấp ngàn vạn lần trong nháy mắt khoảng cách hai bên đã hoàn toàn biến mất Người hắn đã xuất hiện ở vị trí cách càng kình trăm mét, nằm ngón tay phải mở ra, từ trong không trung ép xuống một chưởng. Không ngoài dự đoán của bất luận kẻ nào, càng chiến huyền đánh ra một chưởng, khiến không khí thiên địa thoáng biến sắc. Tất cả không khí ở đây dường như đều vặn vẹo. Những tiếng sấm hung bạo không ngừng nổ vang. Mọi người đều cảm giác dường như mình bị phong tỏa ở phía dưới bàn tay. Một bàn tay to trong suốt từ trên không trung hạ xuống trọng lực gấp 20 lần hoàn toàn tập trung vào mọi người, hoàn toàn phong tỏa khí thế của mọi người. Lực lượng trong cơ thể mọi người liên tục bạo phát, mạnh mẽ di chuyển về phía sau càng kình, hình thành trận thế một góc chiến đấu. Nhưng không ngờ bọn họ lại phát hiện loại trận thế này vốn phải hoàn mỹ cả về tiến công và phòng thủ, hiện tại có một cảm giác như chiếc thùng rỗng. Trong nháy mắt, mọi người ngược lại còn cảm giác trong lực trên vai mình lại tăng thêm không biết bao nhiêu lần. Lưng cũng muốn cong xuống hai chân đều phải khuỵu xuống dưới. Không đấu kỹ càng gia ở trong tay của gia chủ tùy ý thi triển, quy lực kinh người thế nào, sợ là khó có thể hình dung được. Một chưởng không cách nào tránh né được từ trên trời cao nhanh chóng hạ xuống. Khắp mặt đất ầm ầm chấn động. Vô số có dại bay lên không trung, dưới lực ép của một chưởng kia đã trực tiếp biến thành tương cỏ. Sắc mặt đoạn phong bất nhị trắng bệt, khuôn mặt không ngừng đổ mồ hôi. Các lỗ chân lông trên toàn thân đều mở ra, mồ hôi phun trào. Cả người hắn giống như vừa rơi vào trong nước được người ta vớt lên vậy. Trong nháy mắt tốc độ di chuyển liên tục tăng lên nhanh gấp 5 lần. Hình thức hồn vực ban đầu khiến đoạn phong bất nhị không chỉ tiêu hao rất nhiều đấu khí, cảm giác đau đớn giống như có từng mũi khoan xuyên vào đầu, khiến người ta không cách nào đứng thẳng. Nếu không phải có bác khắc tư lệ đỡ, sợ rằng hắn đã sớm quỳ trên mặt đất. Chưa nhập thánh, đã có hồn vực trước sau. Càng chiến huyền nhướng lông mày lên, cái trán mở ra con mắt thứ ba. Lực lượng huyết mạch tinh linh vương chợt mở ra. Chân trái bước tới nửa bước dùng sức đạp xuống đất. Đấu hồn tinh linh vương cực lớn tràn ngập thiên địa. Tất cả cỏ dại xung quanh đều nằm rạp xuống mặt đất. Hắn đưa một ngón tay từ phía xa chỉ vào đoạn phong bất nhị. Không khí phía trước đầu ngón tay bỗng nhiên nổ nát. Một đấu khí có thể dùng mắt thường thấy được phá không bắn ra. Không thể lưu ngươi lại được. Không đấu kỹ da đầu càng kình chợt co giật lần này càng chiến huyền thật sự nổi giận khi đối mặt mặc dù không cần mở ra chiến thân huyết mạch cũng có thể giết chết chiến sĩ trẻ tuổi nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp mở ra chiến thân huyết mạch tinh linh vương bạo phát đấu hồn thi triển lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh ra đấu khí thi triển không đấu kỹ khiến trọng lực của một đòn đấu khí này sợ rằng còn lớn gấp ngàn lần một đòn như vậy nếu bị đánh trúng chỉ có thể còn sót lại bột phấn nhỏ bạo lực hồn vực dưới chân càng kình chợt mở ra. Thân thể hắn nhanh chóng chắn ở trước mặt đoạn phong bất nhị. Tay phải hắn chập vào trong không trung, lấy ra một nửa tấm lá trắng. Dưới trạng thái siêu hư hồn nhập thể, hắn thi triển ra 18 búa thẳng phong, tiếp nhận một đòn bay tới. Âm. 18 búa thẳng phong thậm chí hoàn toàn còn chưa kịp triển khai xong, một đòn hung bạo này đã đánh vào một nửa lá trắng trên tay càng kình. Tấm lá trắng chưa bao giờ có bất kỳ tổn thương gì, giờ phút này bỗng nhiên nổ nát biến thành vô số bột phấn, hòa lẫn với không đấu kỹ còn sót lại vọt vào trong tay càng kinh. Răng rắc rắc. Tiếng xương cốt vỡ nát liên tục vang lên từ bàn tay càng kinh, trong nháy mắt đã lan tới chỗ cánh tay của càng kinh. Lực lượng mạnh mẽ không hề dừng lại vì cánh tay hắn bể nát, mà trực tiếp đánh toàn thân hắn bay lên cao. Máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Tiếp đó, cả người rơi vào trong đám cỏ, vẽ ra một đường dài gần khoảng trăm thước, Mới ngừng lại Vỡ nát Một nửa lá trắng này có thể dễ dàng chống lại ma nhãn hủy diệt Chống lại bất kỳ công kích nào Nhưng dưới tình huống tiếp nhận chỉ một đòn của càng chiến huyền đã bị vỡ nát thành bụi Đồng thời dư lực trong nháy mắt đánh nát một cánh tay càng kinh Mặc dù trong nháy mắt càng kinh vỡ nát đấu ấn phân kim liên trảm Cũng không thể ngăn cản được lực lượng mạnh mẽ này trùng kích Không chết sao Càng chiến huyền dưới trạng thái chiến thân tinh linh vương Lòng mi hóa thành màu vàng kim chật nhíu lại, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Một đòn này nhìn qua dường như không có gì lạ, nhưng bên trong đó lại ẩn chứa một đòn gần như là mạnh nhất. Cho dù là Đại Ma Vương hiện tại nhìn thấy một đòn này cũng sẽ rất coi trọng. Một đòn này lợi dụng không đấu kỹ thay đổi áp lực không khí xung quanh, tập trung tất cả áp lực chỉ vì một trùng kích có chút đặc biệt. Một đòn này nhìn như đơn giản, nhưng lại không hề đơn giản giống như biểu hiện của càng chiến huyền. Một đòn này thật sự là một trong những sát chiêu của hắn. Cho dù một ngón tay xuyên qua càng kình và đoạn phong bất nhị, trong nháy mắt có thể đánh hai người thành bụi phấn, cũng không phải không có khả năng. Càng chiến huyền đã tính toán tốt, một đòn này đánh ra sẽ đánh nát hai người. Ngón tay hắn thoáng động có thể khống chế lực lượng còn sót lại tiến hành di chuyển, lại đánh chết tất cả người và mà khác đang đứng ở đây. Hắn tự nghĩ khi đánh ra, quy lực của cực không chỉ này sẽ không giảm bớt bao nhiêu mới đúng nhưng không ngờ mọi chuyện lại không giống như sự tưởng tượng của hắn. Tấm lá chắn kia không ngờ đã trung hòa gần như toàn bộ uy lực của cực không chỉ, uy lực còn sót lại chỉ có thể đánh nát một cánh tay càng kinh. Bất tri bất giác chân mày càng chiến huyền nhíu lại. Đó là trang bị gì vậy? Một đòn của mình vừa rồi, mặc dù là xuyên qua không trung, không phải tiếp xúc thực sự, nhưng vẫn tồn tại uy lực cường đại mới đúng. Phục. Càng kinh há mồm lại phun ra một búng máu tươi liều mạng là chuyện mình không muốn làm nhất nhưng hết lần này tới lần khác vẫn cứ xảy ra chỉ lực của càng chiến huyền thật sự kinh người hắn ra tay hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy luật nào lại càng không cách nào nắm giữ được cách chiến đấu của hắn đơn giản trực tiếp giống như không có bất kỳ biến hóa nào nhưng bất cứ lúc nào cũng khiến tạo ra ngàn vạn biến hóa chiến lực như vậy giống như có thể thật sự lay động các vì sao Càng kinh cảm giác trong nháy mắt càng chiến huyền giống như biến thành một ngọn núi cao, không cách nào leo lên được, không cách nào chinh phục được, giống như một ngọn núi đâm xuyên lên các vì sao vậy. Ta ra tay hai lần, không ngờ không giết chết một người nào. Càng chiến huyền chậm rãi giơ tay phải lên. Năm ngón tay nắm lại thành quả đấm nhẹ nhàng vung lên. Năm ngón tay bỗng nhiên mở ra ấn xuống một cái. Trong không trung, một chưởng vỗ xuống phía dưới, giống như toàn bộ vũ trụ đều bị một chưởng này thâu tóm khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể tránh né đấu khí trong cơ thể thiết khắc sôi trào trong nháy mắt lực lượng huyết mạch của hắn đã đạt tới giá trị đỉnh phong ba đôi cánh gần phá thể lao ra trong chớp mắt bỗng nhiên có một đấu khí khổng lồ và uy áp từ phía sau xuất hiện kiếm quan lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường vào giờ phút này ánh mắt trời chiều còn sót lại cũng có vẻ không sáng bằng một chưởng giống như bao trùm khắp vũ trụ, trong nháy mắt bị kiếm quan chém nát. Bàn tay càng chiến huyền khẽ rung lên, lông mày hơi nhăn lại, quan sát người đột nhiên xuất hiện này. Lôi địch Lôi địch đã lâu không gặp, lôi địch tự xưng là người đứng đầu trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh, trong tay cầm theo trường kiếm đứng vững vàng ở trước người càng kinh. Một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên cao, khiến trời đang lay động, đất đang chuyển, vào giờ phút này toàn bộ đều dừng biến hóa, hắn giống như cây cột chống đỡ cả trời đất, cứng rắn bảo vệ ở trước người càng kinh. Đại thúc, tiểu tử, lôi địch quay đầu lại nhìn càng kinh phun ra máu, nhưng không chết. Ta tới đúng lúc chứ. Còn nữa, ngươi hẳn phải gọi ta là nhạc phụ chứ. Càng kinh vô lực mỉm cười. Nếu có thể xuất hiện sớm một chút, có lẽ có thể tốt hơn. Anh hùng, bao giờ cũng phải chờ tới thời điểm máu chốt mới có thể lên sàn. Nếu không, trường kiếm trong tay lôi địch thoáng chuyển động làm sao có thể thể hiện ra được giá trị của anh hùng càng kinh chậm rãi nằm trở lại mặt đất khẽ cười đại thúc lôi địch này nhiều ngày không gặp vừa gặp mặt đã có thể nói đùa điều này chứng tỏ tâm tình của vị nhạc phụ đại nhân tương lại của mình chắc là đặc biệt không tệ chí ít so với lúc mới rời khỏi vĩnh lưu thành không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần lôi địch hai tay càng chiến huyền lại đưa ra phía sau lưng thân thể như núi bất động, cầm hơi hất lên. Đã từng chiến đường tam kiệt. Không ngờ. Không ngờ ngươi lại nhập thánh. Không ngờ sao? Đúng vậy, không ngờ. Lôi địch chậm rãi gật đầu, tầm mắt nhìn về phía trên người càng chiến huyền. Trong nháy mắt, kiếm quan sát bén vung lên phía trước. Trong mắt lôi địch phóng ra hận ý khắc cốt ghi xương. Ngươi không ngờ, ta sẽ lại một lần nữa cầm kiếm sao? Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ lại cầm kiếm sắc mặt càng chiến huyền lộ vẻ tự tin ngạo nghễ ngươi là chiến sĩ làm sao có thể từ bỏ được thanh kiếm trong tay ngươi càng chiến huyền ta chưa bao giờ nhìn nhầm người ngươi trời sinh chính là một chiến sĩ chỉ có điều ta không nghĩ tới ngươi lại thật sự nhập thánh ta rất vui mừng càng chiến huyền nhìn lôi địch lộ vẻ thương yêu giống như nhìn một hậu bối cái gọi là chiến đường tam kiệt ngươi rất có tư chất ngươi nên có tư cách nhập thánh ta đã từng mong chờ tới lúc ngươi lại cầm kiếm lên ta đã sai người đi khắp nơi tìm kiếm cho ngươi một hồn binh thích hợp với ngươi khiến ngươi trở thành người đứng đầu trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh nếu nhập thánh nếu lại cầm kiếm lên ngươi nên đi tới chiến trường nhân ma chứ không phải đứng ở chỗ này càng chiến huyền đưa tay chỉ vào càng kình phía sau lưng lôi địch người này ngươi không nên bảo vệ hắn hắn đã tư thông với ma tộc kết giao với phần lớn các ma tộc đáng chết ngươi hẳn nên đứng ở phía bên ta mới phải nhiều năm trước đây lôi địch nhẹ nhàng chuyển động trường kiếm trong tay giọng nói khe khẽ dường như đang thì thầm với chính mình hoặc là đang nhớ lại chiến đường đã từng có cái gọi là chiến đường tam kiệt khi đó mục tiêu của bọn họ là khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch thành lập vinh quang cho chiến sĩ bình thường khi đó ngươi càng chiến huyền mặc dù là chiến sĩ huyết mạch nhưng cũng là chiến sĩ huyết mạch được chiến đường tam kiệt sùng bái vô cùng Càng chiến huyền khẽ gật đầu vẻ mặt đầy hưởng thụ. Thân là chiến sĩ huyết mạch có thể chỉ huy vô số chiến sĩ bình thường, cũng nhận được sự tôn kính rất khó có được từ các chiến sĩ bình thường, đặc biệt là đến từ chiến đường, cho tới bây giờ vẫn là tổ chức của các chiến sĩ bình thường khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch. Lúc đó ta cho rằng mình rất may mắn, có thể làm quen được với chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương vĩ đại càng chiến huyền. Trên khóe miệng lôi địch hiện ra một nụ cười lạnh lùng tự dễu. Ta đã từng cảm thấy vô cùng vinh quang vì điều đó. Ngươi có thể tiếp tục giữ lấy vinh quang này. Càng chiến huyền chậm rãi gật đầu. Nếu như ngươi muốn, có thể gia nhập quân đoàn càng gia bất cứ lúc nào. Đây chẳng qua là đã từng thôi. Lôi địch ngẩng đầu nhìn về phía càng chiến huyền. Từ khi cổ nguyệt oánh ngọc một trong tam kiệt. Trong chiến đường tam kiệt không có cổ nguyệt oánh ngọc. Càng chiến huyền giơ ngón tay lên thoáng lắc bây giờ ngươi hẳn phải hiểu rõ ràng nàng không phải là người mà là ma tộc ma tộc trong đầu càng kinh chợt giống như có tia chớp đánh qua cổ Nguyệt cái họ này không phải là họ của cổ Nguyệt gia anh sao nàng cổ Nguyệt gia anh là hỗn huyết thế tử của đại thúc Lôi Địch thật ra là ma tộc không sai nàng là ma tộc vẻ mặt Lôi Địch lạnh lùng nghiêm nghị nhưng nàng không thật sự tổn thương chiến sĩ Hoàng Triều chân sách Chiến sĩ Hoàng Triều chân sách chết ở trên tay của ta, ít nhất cũng có trên trăm người. Chiến sĩ Hoàng Triều chân sách đã từng có người nào chết ở trên tay của nàng chứ? Càng chiến huyền trầm mặt một hồi. Kẻ vạch trần thân phận nàng là do ma tộc. Thật sự là do ma tộc sao? Lôi địch cười nhạt cắt ngang lợi của càng chiến huyền. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương cường đại, ngay cả mình đã làm gì cũng không dám thừa nhận sao? Nếu không phải là có người để lộ tin tức cho ma tộc, tin tức sẽ được truyền trở lại hoàng triều chân sách sao càng chiến huyền nhướng mày trên mặt hoàn toàn không có chút xấu hổ nào khẽ gật đầu không phải ta không dám thừa nhận chỉ là hy vọng ngươi có thể trút hết tất cả lửa giận lên trên người ma tộc vì người dân hoàng triều chân sách ngươi nên ra sức chứ không phải trầm mê trong ôn nhu của một gian tế do ma tộc phái tới bào mòn ý chí chiến sĩ của ngươi qua cuộc nói chuyện này càng kinh dần dần nghe rõ ý tứ trong đó năm đó trong chiến đường Tam Kiệt lại có một người là ma tộc. Ma tộc này còn kết thành phu thê với lôi địch. Sau đó nàng bị ma tộc bán đứng, để lộ thân phận của cổ Nguyệt Ngọc Oánh. Nhưng người thật sự đứng phía sau màn độc thủ này lại không phải là ma tộc, mà là vị trước mắt này, kẻ bá đạo tự tin, cao cao tại thượng gia chủ chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, càng chiến huyền. Ma tộc và nhân loại. Càng chiến huyền nhẹ nhàng lắc ngón trỏ. Là không thể yêu nhau kẻ đó sẽ hại ngươi lôi địch ngươi nghĩ muốn nữ nhân gì ta đều có thể tìm cho ngươi ta tin tưởng ngươi phải phân biệt được đúng và sai ma tộc và nhân loại không thể yêu nhau thân thể càng kinh thoáng chấn động trong đầu dần hiện ra dáng vẻ của lộ tây pháp lưu thủy nếu ngày hôm nay thập công chúa thật sự cùng mình trở lại hoàng triều chân sách có thể ma tộc và nhân loại không thể yêu nhau hàm răng càng kinh bất tri bất giác nghiến chặt lại với nhau Càng chiến huyền này thực sự quá tuyệt tình, quá bá đạo. Ngay cả cuộc sống, tình yêu của người khác, hắn cũng muốn can thiệp. Nếu như không đánh ngã hắn, chuyện của đại thúc lôi địch ngày trước, tương lai không chừng sẽ lại tái hiện ở trên người mình. Hơn nữa còn có thể tại hiện ở trên người đoạn phong bất nhị. Không sai, ta phân biệt được đúng và sai. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trường kiếm trong tay lôi địch vung lên. Trong nháy mắt, khí tức từ mũi kiếm tập trung vào thân thể càng chiến huyền ngươi tiết lộ thân phận ái thê ta phái chiến sĩ giết chết ái thê ta đây là chuyện rất thật chuyện này là do ta làm không sai càng chiến huyền hoàn toàn không che giấu ngẩng đầu lên nói ta không giết chế con gái của ngươi chính là không muốn khiến ý chí ngươi hoàn toàn sa sút nếu không với hỗn huyết giữa nhân loại và ma tộc cũng có thể giết chết lôi địch nếu như ngươi chỉ có giết chết ta mới có thể thoát khỏi bóng ma này, ta, cho ngươi cơ hội này. Ngươi ở lại bên cạnh ta, cùng ta tiến vào chiến trường nhân ma giết địch. Sau này nếu thấy ta bị thương nặng không cách nào khôi phục được, ngươi có thể một kiếm chém chết ta. Như vậy rốt cuộc ngươi đã báo thù được cho cổ nguyệt ngọc quánh. Càng chiến huyền thở dài. Hiện tại, ta còn cần giữ lại cái mạng này, đi tới chiến trường nhân ma, giết thêm mấy thằng nhãi ma. Ha hả! nói thật là có khí phách cái gì cũng là ngươi đúng ta sai lôi địch liên tục lắc đầu từ trước tới nay ngươi chưa từng yêu ở trong mắt ngươi nữ nhân chỉ là thứ để ngươi tiết dục và sinh con nhưng ta không phải là ngươi ta đã từng yêu ta không cần càng nữ nhân ta chỉ cần cổ nguyệt ngọc oánh của ta càng chiến huyền ngươi trước hết giết ái thê ta hôm nay lại muốn giết chết con rể của ta còn muốn hủy diệt thiên tài huyết mạch rắn chín đầu Lôi địch liên tục lắc đầu. Ngươi không vĩ đại như ngươi tự nói. Ngươi. Sắc mặt càng chiến huyền đột nhiên trở nên âm trầm. Trong mắt hắn từ từ phóng ra sát khí. Ta có thể tùy ý để ngươi đùa giỡn, bởi vì ngươi là sự kiêu ngạo trong các chiến sĩ bình thường. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngươi có thể ngăn cản ta làm chuyện ta muốn làm. Tiểu tử càng kịnh này phải chết. Về phần huyết mạch rắn chín đầu. Ta có thể nể mặt xa hoàng, không giết chết hắn sắc mặt lôi địch thản nhiên cười còn có gì dễ nói hơn như vậy không lần trước thê tử ta bị ngươi phái người tới đánh trọng thương bản thân ta cuốn vào trong chiến đoàn không cách nào bảo vệ nàng lúc này đây bảo ta mở mắt trừng trừng nhìn con rể của ta bị ngươi giết chết bảo ta mặc cho nữ nhi của ta thương tâm sao vậy ta sống còn có ý nghĩa và giá trị nữa sao nếu không vậy ngươi cũng đi chết đi Càng chiến huyền đột nhiên tiến lên trước một bước, giơ tay lên. Một chưởng mang theo trọng lực mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ ở xung quanh lôi địch. Mặt đất liền sụp xuống. Phía dưới xuất hiện một khu vực hình tròn cực lớn. Lôi địch ta cũng là cường giả nhập thánh. Thanh kiếm thiên lô chợt ngân vang. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Vô số khí lưu trọng lực chỉ trong nháy mắt đã bị hóa giải hoàn toàn, trong ánh sáng hóa thành từng con hỏa lông chúng hội tụ tại một chỗ trở thành một đầu sói lửa thật lớn phá vỡ không đấu kỹ của càng chiến huyền lao thẳng ra ngoài so với con sói lửa cực lớn thân thể càng chiến huyền dường như trở nên nhỏ bé hắn nhẹ nhàng nâng tay lên hai đầu gối không gặp có di chuyển thân thể bay lên không một chưởng đánh vào trán của con sói lửa con sói lửa hung bạo đến mức dường như có thể đốt cháy toàn bộ tái ngoại trong nháy mắt đã biến mất tật phong hỏa lan kiếm lại có tiến bộ hai tay càng chiến huyền chấp ở sau lưng thân thể lơ lửng trên không trung mắt nhìn xuống lôi địch trên mặt đất nhưng lẽ nào ngươi đã quên bộ đấu kỹ này là ta tặng cho ngươi nó có khuyết điểm gì ta hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác cho dù ngươi nhập thánh cũng vẫn quá nhỏ bé càng chiến huyền khẽ lắc đầu nhập thánh có ba giai đoạn hư thánh thực thánh và đồng chân thánh ngươi chẳng qua chỉ là chiến sĩ mới vừa tiến vào hư thánh ngay cả cái gì là hư cái gì là thực ngươi còn không biết rõ đã muốn khiêu chiến với ta sao ngươi còn chưa đủ tư cách lôi địch ta nể tình ngươi là người đầu tiên trong các chiến sĩ bình thường nhập thánh sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng tránh ra hoặc là chết ai cũng không ngờ được sau nhập thánh còn có sự khác biệt như vậy đoạn phong bất nhị kinh ngạc nhìn lôi địch hắn vốn tưởng rằng vị đại thúc này đến đây cho dù không cách nào chiến thắng được càng chiến huyền nhưng chí ít có thể tạm thời ngăn cản hắn để mọi người chạy thoát đi đến bát hoang tự sinh tự diệt hôm nay xem ra lôi địch dù đã nhập thánh vẫn không cách nào đối chiến với càng chiến huyền hứ thực lôi địch hờ hững lắc đầu cái này thật sự cần phân rõ sao mấy năm nay động lực sống của ta đơn giản chỉ có hai điều một là bảo vệ nữ nhi của ta tìm ra hung thủ và giết chết hắn hôm nay ta đã tìm được hung thủ ngươi cho rằng ta sẽ rời đi sao ngươi đánh không thắng, ngươi vinh quang chung quy vẫn là chiến trường nhân ma. Càng chiến huyền thở dài. Bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp. Ta rất ít khi coi trọng một chiến sĩ bình thường. Ngươi là người đầu tiên không để cho ta thất vọng. Đánh không thắng thì không đánh sao? Lôi địch đột nhiên ưỡn ngực ngẩn cao đầu. Thanh kiếm thiên lô trong tay phát ra ánh sáng chói lòa chưa bao giờ có. Vô số hỏa diễm cuốn trên thân kiếm, thánh hỏa hồn vực thiêu đốt xung quanh. Từng tiếng kiếm treo nghe giống một bài ca trấn hồn bi tráng. Đoạn phong bất nhị, vẫn càng kình rời khỏi đây. Giọng nói của lôi địch vô cùng bình tĩnh. Liều sinh mạng để chiến đấu, bao giờ cũng sẽ sáng tạo kỳ tích. Cứ ở Vĩnh Lưu Thành chờ ta. Ta sẽ ngăn cản hắn, sau đó thành công rời khỏi đây. Càng chiến huyền đứng lơ lửng trên không trung để mặc đoạn phong bất nhị cổng càng kình bước đi, trước sau vẫn không có bất kỳ động tác gì. Ngươi là chiến sĩ khiến ta tán thưởng. Ta cho ngươi cơ hội phát ra một đòn thiêu đốt tất cả lực lượng của mình để đối phó với ta. Thánh hỏa hồn vực, tinh hoa chém giết kẻ địch thiêu đốt tính mạng của kẻ địch, phát huy thực lực mạnh hơn. Hồn vực này thích hợp để quần chiến, không thích hợp với một đấu một. Hôm nay, ngươi chỉ có thể thiêu đốt tính mạng của mình để chiến đấu với một mình ta. Thánh hỏa hồn vực Hồn vực của lôi địch rất đặc biệt, điều kỳ lạ nhất để chém giết, thiêu đốt sinh mạng của kẻ địch, trong nháy mắt đã tăng cường chiến lực của mình, thiêu đốt tính mạng lực của mình thậm chí có thể phát ra chiến lực siêu cường gấp 10 lần, 20 lần. Nhưng thiêu đốt tính mạng càng nhiều cũng sẽ tiêu hao càng nhiều, thậm chí kết cục sẽ là tử vong. Bỏ ra. Ta không đi. Càng kình cũng không nói những lời như vậy. Dưới tình huống này, nếu nói ra những lời như vậy, có vẻ quá ấu trĩ. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào thân ảnh lôi địch. Hôm nay tình huống thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của đại thúc nếu tiếp tục ấu trĩ ở lại chỗ này, chỉ làm cho đại thúc thêm phiền phức. Còn muốn chạy sao? Càng chiến huyền giơ một ngón tay lên. Trong nháy mắt, ma pháp cường đại từ trên không trung rơi xuống. Khí tức lạnh như băng trong phút chốc cuốn quanh thân thể của mọi người. Từng khối băng trong suốt trong nháy mắt đã khiến bọn họ hoàn toàn đóng băng. Đấu ma song tu. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh thiên cực, mà pháp lực đấu ma song tu xa mạnh mẽ hơn hoàn tuyền quá nhiều. Ma pháp ngủ đông vĩnh hằng trong nháy mắt cấm giam cầm đám người càng kinh. Đoạn Phong bất nhị tiêu hao lực lượng rất lớn cũng chỉ có thể khiến trọng mắt hoạt động, nhưng không làm thế nào để phá vỡ được lớp băng lạnh giá kia. Huyết mạch thiên sứ đọa lạc trong cơ thể thiết khắc, giờ phút này cũng thật giống như hoàn toàn bị đóng băng, rơi vào trong giấc ngủ say, bất kể làm như thế nào cũng không thể tỉnh lại, phá vỡ lớp băng phiền phức này. Ta nói rồi, ngày hôm nay ai cũng không thể nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này càng chiến huyền tự tin nhìn lướt qua đám người càng kình các ngươi đều phải chết về phần lôi địch ngươi trong ánh mắt càng chiến huyền thoáng lộ vẻ tán thưởng ngươi rất được đây là đấu kỹ mạnh nhất do bản thân ngươi tự sáng tạo ra sao càng kình ta tin tưởng ngươi có thể sống tiếp ngươi cũng phải tin tưởng ta ta có thể đánh hắn trọng thương đến mức không còn lực lượng gây ra công kích tổn thương tới các ngươi khuôn mặt lôi địch hoàn toàn bình tĩnh không hề bối rối khi thấy đám người càng kình không thể rời khỏi nếu ngươi lưu lại vậy hãy mở mắt to ra mà nhìn đây là điều cuối cùng ta có thể dạy cho ngươi là khúc trấn hồn của riêng lôi địch ta đấu hồn sói lửa lại bay lên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào giống như đang phối hợp với khúc trấn hồn của thanh kiếm thiên lô từng tiếng rít gào của chấn động linh hồn kia lại tăng thêm thực lực nhập thánh cho lôi địch gấp đôi gấp năm gấp mười lần gấp hai mươi lần gấp 30 lần. Càng kinh. Nhìn đi, đây là cuộc chiến đấu của ta, xem ta làm sao chiến thắng được trận chiến trận này. Các tiểu tử, nhìn cho kỹ. Cái gì là cuộc chiến vinh quang của các thế hệ chiến sĩ đi trước? Để các ngươi xem một chút, ta chiến đấu thế nào? Khối băng. Khối băng bao trùm ở trên người càng kinh, vào giờ phút này bắt đầu có vết nứt. Càng kinh. Ngươi cho rằng lão tử rất ngây ngô sao? Đứng ở nơi đó nhìn đi. Một trận chiến này, nó chỉ thuộc về lôi địch ta. Tất cả đấu kỹ đều vỡ nát cho ta. Ngọc Quánh ngủ say ở trên cao, hãy nghe ta dùng tính mạng soạn cho nàng một bài ca trấn hồn này. Lôi địch ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong bầu trời đã xuất hiện vô vàng những vì sao, dường như thật sự hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Chí ít nàng xuất hiện ở trong mắt lôi địch. Lôi địch thỏa mãn mỉm cười, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Càng kinh, nhi tử của ta nữ nhi của ta, nhờ ngươi chiếu cố. Nhớ nói cho nàng biết, ba ba của nàng vĩnh viễn yêu nàng. Trong nháy mắt toàn bộ lực lượng mạnh mẽ thu vào trong cơ thể lôi địch, khí tức bi thương lại tràn ngập sự yêu thương. Cỏ xanh xung quanh còn sót lại từ từ nằm rạp ở trên mặt đất. Mũi thanh kiếm thiên lô hơi hạ xuống, bỗng nhiên dựng thẳng lên. Thân hình lôi địch theo kiếm hướng lên trên. Trường kiếm giống như cầu vòng xuyên qua bầu trời, bắn thẳng đến chỗ càng chiến huyền tràn ngập khí thế một đi không trở lại hai tay càng chiến huyền chấp ở sau lưng trong ánh mắt lại dần hiện ra sự yêu thương tán thưởng lần đầu tiên từ lúc tới đây trên mặt hắn lộ ra sự ngưng trọng không hổ danh là chiến sĩ được ta coi trọng càng chiến huyền đối mặt với trường kiếm tay phải đột nhiên đưa ra lực lượng vô tận của không đấu kỹ bao phủ ở trong lòng bàn tay trong nháy mắt bàn tay hắn thoạt nhìn giống như mở rộng ra vô hạn khiến người ta không nhìn ra được một trảo này là nặng hay nhẹ. Đấu kỹ đạt tới một mức độ khó có thể nói rõ. Nếu không phải chính mắt thấy được, tuyệt đối không ai có thể tin được một trảo tùy tiện rác ấy lại, không ngờ lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Chỉ chớp mắt, trường kiếm trong tay lôi địch đã tiến vào trong trưởng ảnh của càng chiến huyền. Khi mắt thấy một kiếm có thể đâm thủng lòng bàn tay của hắn, bàn tay của hắn lại nhẹ nhàng di chuyển khúc trấn hồn của thanh kiếm thiên lô không ngờ đâm vào lòng bàn tay, chớp mắt thân kiếm nhanh chóng uống công lại. Phá nát cho ta. Càng chiến huyền hét lên một tiếng đầy bá đạo tự tin. Thanh trường kiếm kia bị khống chế, nổ tung. Tiếng đấu khí va chạm, trưởng phá trường kiếm trong khoảnh khắc lao tới trước ngực lôi địch. Thân thể lôi địch giống như lưu tinh bay vọt đi, ầm một tiếng, rơi xuống mặt đất. Trên khuôn mặt bá đạo của càng chiến huyền thoáng ửng đỏ lỗ chân lông bên tay phải mở ra phun trào ra hỏa diễm vô tận khiến toàn bộ bầu trời tối đen bỗng chóng bị nhuộm đỏ không sai có thể xâm nhập vào cánh tay phải của ta đã là rất khá ầm thân thể lôi địch đập xuống mặt đất khiến bụi bay mù mịt sau khi bụi tản ra chỉ thấy lôi địch vẫn đứng hắn đang ngẩng cao đầu ưỡng ngực đứng chỉ có điều trong ánh mắt đã mất đi tất cả sức sống khóe miệng hắn vẫn tươi cười giống như đang nói cho tất cả biết lão tử là lôi địch, cho dù chết, ta vẫn sẽ đứng. Ta cũng phải đứng. không dậy dù đứng dậy, không để lại lời diên ngôn hùng tráng, hắn cứ yên lặng đứng trên mặt đất như vậy. chết, có đôi khi tới nhanh như vậy. đây là chiến sĩ, một giây trước có thể vẫn sống rất khỏe mạnh, nhưng một giây kế tiếp, càng kinh dựa vào trên vai đoạn phong bất nhị, kinh ngạc nhìn lôi địch từ trên không trung rơi xuống. Cuối cùng tầm mắt của đại thúc không nhìn kẻ tử địch là càng chiến huyền, mà lại nhìn về phía mình. Cái nhìn kia, bao hàm rất nhiều điều. Cái nhìn kia, trong đầu càng kình dân lên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng của đại thúc lúc trước. Cái nhìn kia, khiến trong đầu càng kình thoáng hiện lại cảnh tượng mỗi lần đại thúc gặp mình. Mỗi lần gặp mặt đều vội vội vàng vàng như vậy. Mỗi lần, đại thúc bao giờ cũng hiền hòa như vậy. Tình yêu của trưởng giả, bao giờ cũng phải tới thời điểm mất đi, mới có thể chân chính cảm nhận được, mới có thể thật sự hối hận. Khi trưởng giả còn sống, vì sao không đối xử với bọn họ tốt hơn một chút? Gió, thật là lạnh. Giờ phút này, gió ở tái ngoại gió tràn ngập bi thương. Đau thương dâng lên trong lòng càng kinh. Giờ phút này, tất cả đấu khí giờ hoàn toàn dừng vận chuyển. Ba đấu tâm cũng dừng chuyển động. Đau. Chưa bao giờ càng kinh cảm thấy đau lòng như vậy. Vì đại thúc này đã đối xử với mình như con trai ruột Đại thúc đã ra đi Càng kinh kinh ngạc nhìn lỗ địch rơi xuống Nếu như không phải vì mình Đại thúc có thể sẽ không chết Nếu như không phải vì mình khiến đại thúc nhập thánh Đại thúc càng không thể nào điều tra ra chân tướng cái chết của cổ Nguyệt Ngọc Quánh Nếu như không phải vì mình đang ở đây Đại thúc có thể sẽ không xuất hiện Cũng sẽ không liều mạng để khiến càng chiến huyền bị trọng thương Càng kinh, hiện tại tới phiên ngươi Càng chiến huyền xoay người nhìn về phía mọi người đang bị đóng băng trên mặt đất. Thật là vô dụng. Trong khối băng, mọi người đều bị đóng băng chỉ có thể di chuyển ánh mắt nhìn. Càng kinh thở dài, trong giọng nói đầy đau thương. Ta, thật sự vô dụng. Thực sự rất đáng buồn. Khối băng như vậy cho dù đấu binh chém tới có lẽ cũng khó có thể tách ra được, đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Cho tới nay, ta đều cho rằng mình có thể trở nên cường đại. Răng rắc răng rắc khối băng bắt đầu rơi rụng xuống đất cho tới nay ta vẫn cho rằng ta có thể bảo vệ mọi người bên cạnh ta khối băng bắt đầu vỡ ra rơi xuống như mưa thực sự rất đáng buồn ta không ngờ mình chỉ có thể liên lụy tới bạn đồng hành khiến mọi người rơi vào cạm bẫy ta không ngờ khối băng vỡ ra hai chân càng kình chạm xuống đất nước mắt không ngừng được rơi xuống ta không ngờ chỉ có thể nhìn đại thúc chết trận chỉ có thể mặc cho bạn đồng hành hết lần này tới lần khác nỗ lực vì ta, bị thương vì ta, chảy máu vì ta, rơi vào cạm bẫy vì ta, thật là vô dụng. Hóa ra, trong bốn ngọn lửa không ngờ lửa giận, lại là ngọn lửa bi thương nhất. Ta bắt đầu hiểu rõ, vì sao đại thúc không hy vọng ta lại tức giận như vậy. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Càng kinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn càng chiến huyền đầy bá đạo tự tin đang lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt chưa bao giờ mở lớn như vậy ở sâu trong ánh mắt ẩn chứa sự đau thương vô tận ngươi không thể được tha thứ ta cũng không thể được tha thứ lông mày màu vàng của càng chiến huyền thoáng run rẩy hắn nghi ngờ nhìn càng kình đứng trên mặt đất người này không mở ra lực lượng huyết mạch gì tại sao lại khiến ta cảm thấy có chút lạnh lẽo ngay cả đấu hồn cũng không có tại sao lại khiến ta cảm thấy có chút bất an khí tức không bá đạo đấu khí không kinh người lại khiến người ta có một loại cảm giác cấp bách nói không nên lời càng chiến huyền nhìn chằm chằm vào càng kình đang đứng trên đất sát khí trong ánh mắt liên tục tăng lên thậm chí còn nhiều hơn so với khi đối mặt với lôi địch càng chiến huyền ngươi không thể được tha thứ ta cũng không thể trên mặt càng kình thoáng cười lộ vẻ đau thương lại thêm một chút giải thoát nếu chúng ta đều không thể được tha thứ vậy ta sẽ mang theo ngươi cùng đại thúc đi gặp cổ nguyệt ngọc bánh cầu xin tha thứ chỉ dựa vào ngươi sao? Trong không trung đầy yên tĩnh, đấu hồn trong cơ thể càng vô thiên đột nhiên bốc lên. Hắn tiến lên một bước nhanh chóng tới gần càng kinh. Bàn tay vừa lộn một cái, không đấu kỹ của càng gia đã hiện ra trong không trung. Gia chủ, hãy để cho ta tới động thủ đi. Lúc đầu hắn đã sỉ nhục ta. Ngày hôm nay ta phải. Lui ra. Càng chiến huyền ở trên cao rống to một tiếng, thân thể lóe lên biến mất trong không trung trong nháy mắt, áp lực khổng lồ xuất hiện ở trên đầu càng kinh. Nguy hiểm. Khí tức nguy hiểm. Càng chiến huyền cảm giác được bên trong thân thể càng kinh hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng nào là ẩn chứa sự nguy hiểm vô tận. Dường như lúc này bất luận kẻ nào tới gần đều có thể bị hắn xé thành bột. Đấu hồn ngủ say. Các ngươi nhận được lửa giận bi thương các ngươi muốn có, hãy từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại. Càng kinh cũng không ngẩng đầu, nhìn xuống mặt đất cánh tay còn chưa bị gãy mất thoáng nâng lên. Hắn đưa một ngón tay ra điểm về phía lòng bàn tay của đối thủ. Ba đấu tâm bốc hơi lên, bắt đầu khởi động, giống như mây đen cuồn cuộn báo hiệu cơn giông tới, chứa đựng vô số những tia chớp. Đấu hồn, cuối cùng từ trong đấu tâm phá sát lao ra. Ba đấu hồn thật lớn phóng lên cao, đánh tan khí thế của càng chiến huyền. Ngón tay càng kình phá vỡ bàn tay không đấu kỹ của càng vô thiên trước, điểm vào vị trí lòng bàn tay của hắn đơn giản như vậy mềm nhẹ như vậy thậm chí vô lực như vậy giống như người ta trong thời điểm cảm thấy không thú vị giơ tay lên chọc vào con kiến trên mặt đất trong nháy mắt bàn tay càng vô thiên nổ nát lực lượng vô tận nổ mạnh giống như một quả pháo nhanh chóng theo cánh tay hắn truyền lên trên khiến vai hắn nổ tung tìm lôi vẫn là đấu kỹ tìm lôi kia vào giờ phút này uy lực lại tăng lên gấp không biết bao nhiêu lần chỉ với một ngón tay cả cánh tay càng vô thiên đã trực tiếp nổ nát, hoàn toàn biến mất. Tìm lôi vẫn theo thân thể hắn, tấn công vào chỗ sâu hơn. Hai chân càng kình thoáng động đậy. Một đòn của càng chiến huyền chỉ đánh trúng một ảo ảnh. Lực trùng kích mạnh mẽ còn sót lại hóa thành một quy lực không thua gì đao kiếm, khuyết tán ra bốn phía. Vạn ảnh. Càng kình đứng yên lặng ở bên cạnh khối băng của thiết khắc, giơ tay lên điểm một cái. Khối băng vỡ nát. Sau một khắc, khối băng giam hãm đám người phần độ cuồng ca đều vỡ ra. Các ngươi đi đi. Càng kinh không nhìn mấy người đoạn phong bất nhị, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào càng chiến huyền. Ta muốn dẫn hắn trở lại những vì sao. Vô thiên. Càng chiến huyền đánh hụt một chưởng, không kịp khiếp sợ, giơ tay lên đặt ở trên vai càng vô thiên. Trong nháy mắt, biển đấu khí vọt vào trong cơ thể hắn, muốn khống chế tìm lôi đang trùng kích. Bang bang. Bang bang tìm lôi giống như hoàn toàn không để ý tới lực lượng của càng chiến huyền thậm hí càng thêm hung hãn phá vỡ khắp nơi trong thân thể càng vô thiên sao có thể như vậy được hai mắt càng vô thiên trận trừng như muốn rơi ra khỏi tròng mắt hắn cảm thấy không hiểu nhìn càng chiến huyền mấy ngày nay mình tiến hành huấn luyện dường như có thể chết bất cứ lúc nào cũng chính là vì có thể đánh bại càng kình khôi phục sự vinh quang của mình càng vô song đã từng nói Bây giờ thực lực mình có thể dễ dàng bóp chết càng kinh. Nhưng, vì sao? Vì sao? Càng vô thiên không hiểu nhìn càng chiến huyền. Hắn cảm nhận sinh mệnh lực trong thân thể mình đang trôi đi từng chút một. Vì sao càng kinh không bị ta đánh chết giống như lời các ngươi từng nói vậy? Vì sao hắn chỉ dùng một ngón tay? Ta không cam lòng. Âm. Uhm. Thân thể càng vô thiên bỗng nhiên nổ nát, trong nháy mắt biến thành một đám huyết tương hai tròng mắt rơi xuống đất mặt nhìn thẳng về phía càng chiến huyền giống như vẫn đang không ngừng nói mình mới là thiên tài thức tỉnh chung cực được càng gia hy vọng nhất mình còn có tiền đồ tốt đẹp không gì sánh được càng kinh chẳng qua hắn chỉ là một hòn đá nhỏ kê chân trên con đường thành danh của mình mà thôi hoàng triều chân sách hẳn là ở dưới sự lãnh đạo của mình thống nhất tam tộc nhân ma mang mình sẽ đạt được vinh quang vô thượng cho gia tộc huyết mạch tinh linh vương càng chiến huyền kinh ngạc nhìn càng vô thiên ở trong lông mình nổ nát càng vô song chính là thiên tài chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương còn chưa bắt đầu viết lên vinh quang cho gia tộc huyết mạch tinh linh vương không ngờ đã chết lại bị chết trong tay của một kẻ ngay cả lực lượng huyết mạch tinh linh vương cũng không mở ra được ngươi đấu kỹ bạo toái càng chiến huyền chậm rãi đứng dậy nhìn càng kinh cho đến giờ phút này hắn mới biết được chiến sĩ trẻ tuổi này thoạt nhìn dường như rất bình thường rất yếu đuối không ngờ hoàn toàn không keo kiệt đem một thánh đấu kỹ đấu ấn đấu kỹ tìm lôi bị phá vỡ nát cũng chỉ có để đấu kỹ tìm lôi vỡ nát mình mới không thể ngăn chặn được nó hồn vực bạo lực tìm lôi vỡ nát càng chiến huyền một lần nữa quan sát lại càng kinh mình đúng là vẫn còn chậm nửa bước nếu không cho dù là tình huống như vậy mình vẫn có thể cứu người trở về thân thể càng vô thiên quá yếu nếu như hắn mạnh hơn một chút mình cũng có thể cứu hắn trở về được. Càng kinh quay đầu lại nhìn ba đấu hồn thật lớn phía sau một chút, nói. Đại thúc, chúng ta cùng nhau giết chết hắn. Khóe mắt càng chiến huyền thoáng co giật. Trong ba đấu hồn đó không ngờ có một đấu hồn là lôi địch. Không sai. Đấu hồn cao lớn này chỉ ít có tám phần tương tự tới lôi địch. Toàn thân trên dưới đều phun trào lực lượng hỏa diễm cực nóng. Dưới vẻ ngoài thần tuấn lại lộ ra một anh khí ép người, thật giống như hỏa thần trong truyền thuyết ngày hôm nay ngươi phải chết không chỉ trong ánh mắt càng chiến huyền đầy sát ý toàn thân cũng tản ra sát ý ba đạo đấu hồn tuy rằng ngươi không thể nào đánh thắng được vô song nhưng nếu để ngươi sống sót sau này không biết ngươi sẽ đánh lén giết chết bao nhiêu chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của càng gia ta càng chiến huyền con mẹ nó ngươi giết lão tử thử xem chiếc búa thật lớn phá không tập kích lực lượng phát ra dường như mặt đất cũng bị chém vỡ. Thân thể một quy vô tâm giống như cẩu hùng xuất hiện ở cách thân thể càng kình không xa, đôi mắt gấu đỏ bừng nhìn sừng sững vào lôi địch đã chết. Lại là một chiến sĩ bình thường nhập thánh. Càng chiến huyền nhíu mày. Nếu như, càng kình ngươi và ta chưa từng đối địch thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy Hoàng Triều nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều chiến sĩ bình thường nhập thánh, ở chiến trường nhân ma lên nhất định sẽ khai sáng ra cục diện có lợi chỉ tiếc rằng ngươi lại là kẻ địch của ta giữ lại ngươi chính là một tai họa càng kình một quy vô tâm không quay đầu lại nhìn càng chiến huyền trong giọng nói tràn ngập đau thương quyết tuyệt ngươi dẫn theo bọn họ rời khỏi đây ta muốn ở lại đây cùng với lão lôi cúc một quy vô tâm đột nhiên quát lớn một tiếng trực tiếp cắt ngang lời đoạn phong bất nhị vừa định mở miệng nói tất cả đều cúc cho lão tử còn muốn chạy sao càng chiến huyền lạnh lùng nhìn mọi người ngày hôm nay bất kỳ ai cũng đừng mong rời đi được tất cả đều phải chết ở chỗ này cho ta phải không càng chiến huyền ngày hôm nay ngươi sẽ không giết được bất kỳ người nào nữa nếu không tên bàn hoành cơ của xà hoàng ta sẽ viết ngược lại trong bầu trời vẻ mặt bàn hoành cơ âm trầm đầy sát khí đột nhiên xuất hiện trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm có hình như một con rắn phát ra vô số đấu khí hắn từ từ hạ xuống trước người càng kinh. Ngươi thật lợi hại. Hai lần lợi dụng thánh chỉ tiến hành ngăn cản ta, chính vì sợ ta tới cứu viện. Ta chỉ không muốn bị vướng tay vướng chân thôi. Càng chiến huyền nhàn nhạt nhìn bạn hoành cơ. Không muốn để cho hoàng triều chân sách bị tổn thất nhiều thêm. Sự tồn tại của ngươi đối với chuyện áp chế ma tộc vẫn có giá trị. Ngươi cũng rất lợi hại. Từ khi vừa nhìn thấy càng kinh đã bắt đầu bậy bố, trước sau giấu kín tin tức của hắn. Mãi đến giai đoạn mấu chốt, mới đột nhiên hoàn toàn bạo phát, khiến danh tiếng hắn đã vang dội, ta không có cách nào ép xuống được, cũng không có cách nào giết chết hắn được. Tái ngoại là cơ hội duy nhất để ngươi giết càng kình mà không bị ảnh hưởng. Bàn hoành cơ lẳng lặng nhìn càng chiến huyền. Ta biết, ngươi cũng biết. Cho nên ngươi tìm hoàng để lợi dụng việc tuyên độc thánh chỉ, làm chậm trễ thời gian ta tới đây hành trình tới ma tộc lại tăng thêm danh tiếng của càng kình là do ngươi làm ra càng chiến huyền bình tĩnh nói chuyện hoàn toàn không có ý động thủ nhưng khóe mắt hắn trước sau vẫn tập trung vào càng kình căn cứ vào tin tức tình báo mình nhận được người trẻ tuổi này chỉ cần xuất hiện ở hoàng triều chân sách như vậy mấy hội trưởng của các nghiệp đoàn lớn sẽ lập tức đi tới trước trải qua kiểm tra sơ bộ sau đó giao chức vụ của tổng nghiệp đoàn cho hắn đến lúc đó càng chiến huyền hiểu rất rõ ràng khi thật sự đến tình trạng như vậy, mình cũng không thể cầm đao, ngang nhiên không cần che giấu tới cửa giết hắn. Cho dù là ám sát càng kinh, trong một thời gian rất dài càng gia cũng sẽ rơi vào sự chống đối của các nghiệp đoàn, gặp phải những ngày tháng không tốt. Càng gia có thể không để mắt tới một nghiệp đoàn, nhưng không cách nào đồng thời không để ý tới tất cả các nghiệp đoàn. Chỉ có động thủ ở tái ngoại. Đây cũng là càng chiến huyền lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân quan trọng. Nhưng hắn luôn bị ngăn cản Đầu tiên là lôi địch Sau là một quy vô tâm Hiện tại lại thêm xà hoàng bàn hoành cơ Kẻ khiến cho rất nhiều người cảm thấy đau đầu phiền toái Nhưng không sao Trong ánh mắt càng chiến huyền Vẫn lộ ra sự tự tin cường đại Đệ đệ của mình càng chiến nhật Rất nhanh chóng tới đây Đến lúc đó Mình không thua kém bao nhiêu Lại được đệ đệ hỗ trợ Cho dù đối mặt với bàn hoành cơ Cũng có thể dễ dàng áp chế Sau đó giết chết càng kinh bàn hoành cơ quay đầu lại thoáng nhìn về phía càng kình lộ vẻ thưởng thức người trẻ tuổi này thật sự trưởng thành quá nhanh đáng tiếc mình không thể luôn luôn ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn như vậy sẽ phản tác dụng đối với việc nâng cấp thực lực của hắn hơn nữa chim ưng con cứ núp mãi dưới cánh của hùng ưng vĩnh viễn không có cách nào bay lượn trên bầu trời danh tiếng đó là một điều khá quan trọng đối với một chiến sĩ bàn hoành cơ không muốn sau này người khác nói đến càng kình sẽ nói hắn trưởng thành dưới sự che chở của mình. Nói nhiều lời như vậy, truyền tới trong tai càng kình, vô hình trung cũng sẽ khiến hai bên nảy sinh những hiểu lầm không cần thiết. Ma tộc. Đó không phải là do ta làm. Bàn hoành cơ mỉm cười. Tuy rằng ta đã từng nghĩ tới, nhưng còn chưa kịp thực hiện. Bàn hoành cơ nói xong lại nhìn đoạn phong bất nhị một chút. Trong ánh mắt hắn càng thêm mừng rỡ. Chiến sĩ trẻ tuổi của gia tộc huyết mạch trắng chính đầu này quả nhiên không thua bất kỳ chiến sĩ huyết mạch nào. Cho dù lần đầu tiên tự nhiên thức tỉnh thời gian đặc biệt muộn, nhưng chỉ cần có đầy đủ lực lượng, hôm nay cũng trưởng thành rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với sự dự đoán của chính mình. Hơn nữa trên người hắn còn có một loại khí tức kỳ lạ. Điều này có lẽ sau này mình phải hỏi kỹ mới được, phải không? Vậy ít nhất ngươi ít lãng phí một chút tâm huyết cũng nên cảm ơn ta. Càng chiến huyền cười nhạt. Sa hoàng, cho dù ngươi xuất hiện, cũng không thể bảo vệ được càng kinh. Ta cho ngươi một chút mặt mũi. Đoạn phong bất nhị, ta không động hắn. Vậy không bằng, chiến huyền huynh cho bản vương thêm một chút mặt mỏng nữa. Giọng nói bác hoang vô sinh truyền tới, thân thể cũng đã xuất hiện ở bên cạnh càng kinh. Hai tay hắn vẫn chấp ở sau lưng, nhưng khí thế bá đạo đã phóng lên cao, hoàn toàn không thua kém so với càng chiến huyền một đôi ma nhãn tràn ngập khiêu khích nhìn chầm chầm vào càng chiến huyền. Mã Tạc Vương Lần đầu tiên càng chiến huyền khuôn mặt tự tin xuất hiện sự chấn động. Mã Tạc Vương Bác Hoang Vô Sinh Bá chủ thật sự của tái ngoại. Lúc này hắn long hành hổ bộ, vẻ mặt bá đạo xuất hiện ở trong chiến trường này, thật sự khó có thể giải thích nổi. Mặt mũi của Mã Tạc Vương tất nhiên phải tính. Tầm mắt của càng chiến huyền tập trung vào càng kinh chỉ cần không phải là kẻ phản bội gia tộc càng gia càng chiến huyền ta có thể nghe nói một chút ha 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 bác hoang vô sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lộ ra khí phách thật sự trùng hợp một trong những người bác hoang vô sinh ta muốn chính là tên tiểu tử này một trong những người càng chiến huyền sửng sốt nhất thời hiểu rõ lần này tới bác hoang vô sinh là muốn dẫn mọi người đi chuyện này thì phải xin lỗi chuyện của càng kình Ta không cách nào cho ngươi mặt mũi được. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Bác Hoang vô sinh liên tục cười, vai không ngừng rung rẩy, hai tay chấp ở sau lưng nhìn Càn Chiến Huyền. Càn Chiến Huyền ngươi kiêu căng quá lâu, xem ra đã khiến ngươi trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Ở tái ngoại này, Bác Hoang vô sinh giơ tay lên, bỗng nhiên chỉ về phía mặt đất. Bác Hoang vô sinh ta mới là vương. Lời ta nói ra chính là thánh chỉ ở đây chỉ có lời nói của ta mới được tính bảo ngươi nể tình chính là cho ngươi mặt mũi nơi này tất cả đều thuộc về bác hoang vô sinh ta khí phách khí phách khí phách khí phách của bác hoang vô sinh theo lời hắn nói liên tục phát ra trong lúc hắn giơ tay nhấc chân cũng thể hiện sự bá đạo không nói nên lời vậy hôm nay vương của tái ngoại nên đổi thành một người khác lại một giọng nói đầy tự tin vang lên sắc mặt càng chiến huyền thêm vài phần tươi cười, nhìn chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương có bảy tám phần tương tự với hắn, đi tới bên cạnh hắn. Vương của tái ngoại có đúng là nên đổi người khác hay không ta không quan tâm. Nhưng ngày hôm nay nếu ai gây khó dễ cho học viên của y toa bối lập ta, lão nương sẽ chém chết hắn. Càng chiến nhật, người có tin hay không? Trong bầu trời, giọng nói nữ nhân đầy thanh thúy vang lên. Lực lượng huyết mạch cường đại tràn ngập khắp tái ngoại. Y toa bối lạp, hiệu trưởng của học viện chinh phạt mặc trang phục chiến sĩ bó sát người lộ ra đường công trưởng thành gợi cảm trong tay cầm theo một thanh khai sơn đao khổng lồ chậm rãi rơi xuống trước người càng kinh khai sơn đao càng kinh thấy vũ khí trong tay y toa bối lạp thoáng sửng sốt nữ nhân xinh đẹp như vậy không ngờ lại sử dụng vũ khí khí phách như vậy y toa bối lạp trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện bất luận là khí thế hay thực lực từ trên người phát ra đều không kém bất kỳ một chiến sĩ huyết mạch có danh tiếng tại đây y toa bối lạp nàng không hổ danh là thiên tài trong các chiến sĩ huyết mạch càng chiến huyền chậm rãi gật đầu vẻ mặt đầy thưởng thức chỉ mấy năm ngắn ngủi không ngờ đã đạt tới thức tỉnh thiên cực giai đoạn kế tiếp chính là rèn luyện đấu kỹ của nàng khai phá đấu kỹ của riêng mình lão phu ở đây trùng hợp có chút tâm đắc về đấu kỹ có thể thích hợp nàng về chuyện tại ta đa tạ trước y toa bối lập cười nhạt giơ tay lên khoác vai càng kình thân thiết ông càng kình chỉ có điều chuyện một con ngựa vẫn chỉ là một con ngươi ngươi tặng ta thì ta cảm ơn nhưng ta có một học viên đã trốn học nhiều ngày nếu ai muốn đưa hắn đi khai sơn đau của cô nãi nãi tuyệt đối sẽ không khách khí với bất luận kẻ nào tiểu tử ngươi trốn học nhiều ngày như vậy có biết sẽ bị khai trừ hay không y toa bối lập sử dụng cánh tay kẹp lấy cổ càng kình hoàn toàn không kiên kỵ ép đầu hắn gần như úp vào bộ ngực cao vút của mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cũng chỉ có giáo viên như ta mới có thể chịu được học sinh chuyên trốn học như ngươi. Ngày nghỉ, ngươi cũng đừng mong có thể đi chơi. Theo lão nương học bù cho thất tốt, biết không? Xà hoàng thúc thúc. Sắc mặt y toa bối lạp lại biến đổi, mỉm cười giống như tiểu cô nương gặp phải trưởng bối. Cảm ơn các thúc thúc đã dạy những học viên này. Chỉ có điều cho dù ngài hỗ trợ, học viên trốn học đoạn phong bất nhị này vẫn phải chịu bị phạt, bị đánh. Thúc thúc không thể bao che khuyết điểm. Trong nụ cười của xa hoàng thoáng lộ vẻ hài lòng. Ta không ý kiến, cứ phạt hắn thật mạnh cho ta. Nếu như ngươi có thể nguyện ý trị hắn, đồng ý trở lại gia tộc huyết mạch trắng chính đầu, ngươi muốn cái gì ta cũng đưa ngươi. Cho dù muốn gả cho càng kình, người khác phản đối thầy trò yêu nhau, ta cũng sẽ làm chủ cho ngươi tái ngoại bát ngát này chính là một mảnh đất hoang tràn ngập vết chóc. Bình thường, tuy luôn có chiến sĩ và ma vũ sĩ đi vào trong tái ngoại hoang vắng này đãi vàng, cũng rất ít cường giả đỉnh cấp tiến vào trong đó, nhưng tất cả mọi người vẫn duy trì một sự khắc chế nhất định. Ngày hôm nay, càng chiến huyền, càng chiến nhật, bàn hoành cơ, bác hoang vô sinh, y tòa bối lạc, người hiện nay chính là chiến sĩ và ma vũ sĩ cao cấp nhất. Tái ngoại đã từng rộng lớn, nhưng vào thời điểm có nhiều cường giả đứng đầu tập trung lại một chỗ dường như đã đột nhiên thu nhỏ lại thậm chí có phần chật hẹp dường như cả diện tích đất đai lãnh thổ rộng lớn như vậy lại không cách nào nhét hết mấy vị cường giả đỉnh cấp này sắc mặt càng chiến huyền thâm trầm còn tối hơn cả bầu trời sao lần này hắn theo càng vô thiên tới đây muốn giết chết càng kinh lúc đầu hắn quả thật từng dự định để vị hậu bối này ra tay nhưng hắn lại không ngờ được bên mình còn chưa giết người trái lại càng vô thiên đã bị càng kình dùng một đầu ngón tay chọc chết. Mấy ngày nay, càng vô thiên đánh cược mở ra tất cả lực lượng huyết mạch, tốc độ tăng lên quả thực vượt qua cả càng vô song năm đó, mơ hồ có một cảm giác hắn mới là thí sinh tốt nhất trong chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thế hệ này để thức tỉnh chung cực. Càng chiến huyền thậm chí nghi ngờ, càng gia thế hệ này có thể có hai người tiến vào thức tỉnh chung cực. Nếu quả thật đúng là như vậy, ma tộc tất nhiên sẽ bị giết hết. Hơn nữa địa vị của càng gia ở Hoàng Triều chân sách cũng sẽ thật sự bao trùm cả hai nhà khác. Hiện tại, một người của huyết mạch càng gia trong đó, đáng lẽ có cơ hội thức tỉnh chung cực đã chết. Như vậy càng kình làm sao có thể tiếp tục sống được nữa? Cho dù một lôi địch nhập thánh phải bỏ mạng, xét về giá trị cũng không có thể so sánh được với càng vô thiên. Xa hoàng, thế nào? Người muốn liên thủ với ma tộc sao? Một lần nữa, tầm mắt của càng chiến huyền lại nhìn tới trên người bàn hoành cơ cường giả cùng cấp bậc như vậy vẫn cần phải thể hiện sự coi trọng đầy đủ với đối phương nếu không đó chính là một sự sỉ nhục sỉ nhục đối với chiến sĩ mà nói thông thường chỉ có một biện pháp giải quyết chính là quyết đấu càng chiến huyền gặp quá nhiều trận quyết đấu thậm chí đối với những trận quyết đấu bình thường hắn cũng cảm thấy mệt mỏi trực tiếp sử dụng lời nói gây mâu thuẫn giữa bàn hoành cơ và bác hoang vô sinh chiến sĩ và ma vũ sĩ liên thủ đánh chiến sĩ nhân loại, điều này thậm chí có thể nói là hành động của kẻ phản bội. Bàn hoành cơ mỉm cười. Ba đối phó với hai. Loại tình huống này không thể nói là thắng ổn, nhưng muốn giết chết một trong hai người càng chiến huyền và càng chiến nhật, chắc hẳn có thể làm được. Về phần người còn lại rất có thể sẽ chạy thoát. Cho dù bên phe mình toàn lực giữ lại, chỉ sợ cũng là không giữ kẻ còn lại. Chỉ có điều, giết chết càng chiến huyền bàn hoành cơ thoáng nhíu mày. Dù sao bác hoang vô sinh cũng là cường giả xuất thân từ ma tộc. Bên mình liên thủ lại có thể giết chết càng chiến huyền. Nhưng người vui vẻ nhất sợ rằng còn chưa tới phiên càng kinh. Trái lại có thể đại ma vương ma tộc sẽ vui mừng tới mức một tháng cũng không thể ngủ không yên. Chiến huyền huynh cũng không cần dùng lời nói như vậy để kích động ta. Bàn hoành cơ cười nhạt. Ta quả thực không thế nào thích huynh được thậm chí có thể nói là ta rất ghét huynh. Nhưng dưới tình huống không cần thiết, ta sẽ không làm chuyện giảm bớt chiến lực lớn của Hoàng Triều chân sách. Đương nhiên, bàn hoành cơ lại giơ một ngón tay chỉ càng kình đang ở bên cạnh mình, toàn thân gần như đã tiến sát tới giới hạn của trạng thái bùng nổ. Nếu như chiến huyền huynh không muốn giết chết minh hữu của ta, ta đây nhất định sẽ xuất thủ. Đừng nói liên thủ với mã tạc vương, cho dù liên thủ với đại ma vương, ta cũng làm được. Huynh có tin không? Giết minh hữu của ta. Bàn hoành cơ cười lạnh lùng sau đó không nói tiếp nữa. Minh hữu. Cái từ này đối với giai tầng bình thường mà nói, cũng sẽ không chứa đựng quá nhiều ý nghĩa. Nhưng đối với gia tộc lớn mà nói, cái từ minh hữu này so với hoàng kim hột xoàn thậm chí so với thánh khí còn quan trọng hơn. Nếu như ngay cả minh hữu cũng không giữ gìn, như vậy, chữ tính, danh dự và vinh quang của gia tộc này sẽ phải chịu sự trùng kích rất lớn, không thể nào tránh khỏi chuyện cả gia tộc sẽ đi đường xuống dốc. Lông mày càng chiến huyền nhíu lại. Minh hữu. Hộ thân bài trên người càng kinh quả thực đặc biệt hữu hiệu. Nhưng cho dù như vậy, ở tái ngoại giết người bản vương muốn bảo vệ. Bác hoang vô sinh lạnh lùng cười nói. Trừ phi bản vương chết. Lông mày càng chiến huyền càng thêm nhíu chặt. Ở tái ngoại, bác hoang vô sinh có thể trở thành mã tạc vương, những năm gần đây thế lực của tái ngoại xem như tương đối yên ổn quả thực có liên quan phần lớn tới chiến lược giữa mình và hắn bất luận là ma tộc, mang tộc hay phía hoàng triều chân sách muốn giết chết bác hoang vô sinh sợ rằng ít nhất sẽ phải bồi thường tính mạng của một cường giả huyết mạch thức tỉnh thiên cực đối với hai thế lực lớn khác mà nói bọn họ đều đặc biệt mong muốn được nhìn thấy kết quả như vậy kể từ đó bất kỳ ai cũng sẽ không đụng vào bác hoang vô sinh Càng chiến huyền tự tin trong trường hợp một đấu một, không có người phía nào can thiệp, có thể đánh bại, đồng thời giết chết bác hoang vô sinh. Nhưng trong trường hợp như hiện nay, càng chiến huyền hiếm khi lại ảo não thở dài. Hắn tính toán tới từng khả năng, thậm chí tính đến cả trường hợp bác hoang vô sinh và bạn hoành cơ đúng lúc chạy đến, nhưng lại để lọc mất nữ nhân này, y toa bối lạp. Tiểu nha đầu kia tối đa chỉ có thể nói là thiên tài chiến sĩ huyết mạch. Nhưng chỉ trong mấy năm gần đây, không ngờ tiểu nha đầu lại có tiến triển nhanh tới mức kinh người như vậy. Không ngờ đã thức tỉnh thiên cực. Chỉ vừa mới thêm một người, chiều hướng của cuộc chiến đấu cuối cùng đã có sự biến hóa cực lớn. Hơn nữa bên cạnh còn có một mộc quy vô tâm nhập thánh đang ở đây. Tuy rằng chiến lực của hắn không đủ cường đại, nhưng khi chiến đấu tới mức độ ác liệt, một cường giả nhập thánh rất có khả năng sẽ thật sự quyết định kết cục cuối cùng của trận chiến đấu. Đánh sao? Nếu như không ở trong tình trạng liều mạng, khả năng có thể giết chết càng kình càng chiến huyền bỗng nhiên cảm giác trong miệng có chút khô khốc ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có nếu như liều lĩnh hậu quả chính là ném tính mạng của mình ra sau gáy tất nhiên cũng có thể giết chết càng kình chỉ có điều hai hàng lông mày của càng chiến huyền càng nhíu chặt mình trả giá đắt như vậy lấy cả tính mạng đổi lấy một cái mạng của càng kình cách làm như thế tất nhiên là cách làm thua lỗ Càng Chiến Huyền chưa bao giờ cảm thấy mình lại do dự như vậy. Nếu như đổi lại là một đối tượng trẻ tuổi khác cần phải giết, khi đối mặt với đội hình như vậy, hẳn đã sớm bỏ qua. Nhưng đối tượng phải giết chết lại là Càng Kinh. Người trẻ tuổi từ Càng Gia đi ra, trở lại Hoàng Triều Chân Sách dù sao cũng sẽ có danh tiếng chấn động toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách. Đến lúc đó sẽ có vô số người ta nói Càng Gia thật sự không tin mắt, nhân tại như vậy cũng không phát hiện ra. Thân là cường giả đỉnh cấp, càng chiến huyền có thể không để ý tới sự dễu cợt của toàn bộ hoàng triều chân sách thậm chí là ma tộc lại không thể hoàn toàn không để ý tới chuyện càng kình vừa ngưng luyện đấu hồn cùng một lúc ba hồn trong nháy mắt ánh mắt càng chiến huyền trở nên lạnh giá ba đấu hồn hắn làm sao làm được như vậy cho dù là đại ma vương hiện nay cũng chỉ có hai đấu hồn nhưng chỉ khi mở ra lực lượng huyết mạch mới có thể chuyển hóa trở thành một đấu hồn khác không cách nào đồng thời sử dụng được cả hai đấu hồn Cùng một lúc ba hồn, chỉ vừa mới chỉ một cái, tuy rằng đấu kỹ thánh cấp vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không cách nào che giấu được quy lực của ba đấu hồn này. Nhập thánh đối với chiến sĩ bình thường mà nói, vốn là một mộng tưởng đặc biệt tuyệt vời, nhưng vĩnh viễn không cách nào hoàn thành được. Nhưng không ngờ tên Càng Kinh trước mắt này lại là một người có thể rèn ra hồn binh. Nếu không có cách nào nhập thánh, Càng Chiến huyền có thể hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của Càng Kinh. Nhưng nếu như càng kinh thật sự có thể nhập thánh, mặc dù chiến sĩ bình thường bị giới hạn bởi một vài nguyên nhân như đấu khí không tinh thuần, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở mức hư thánh, ba đấu hồn kia nếu thật có thể hình thành ba hồn vực, cũng vẫn có lực sát thương rất cường hãn. Chí ít, đối với tất cả chiến sĩ trẻ tuổi của càng gia sau đó mà nói, càng kinh sẽ thành ác mộng của bọn họ. Tính sai Càng chiến huyền nhìn chầm chầm vào bàn hoành cơ đang cười rất lạnh lùng. Trước đó vài ngày, hắn còn tưởng rằng càng kình gây náo loạn lớn ở cửa càng gia như vậy là do xà hoàng dung bí thuật mới khai phá trong gia tộc mới có thực lực như vậy cho nên xà hoàng đi vào cùng cũng chính là muốn có thể quan sát được thành quả của bí thuật hắn không nghĩ tới càng chiến huyền cười lạnh trong lòng càng thêm bội phục xà hoàng bàn hoành cơ này quả thật làm cho người ta nhìn không thấu lúc đầu hắn đi trước cùng với những người tuổi trẻ kia đến càng gia hiện tại xem ra căn bản là cố ý để người khác hiểu lầm, hiểu lầm đó là do gia tộc huyết mạch rắn chín đầu khai phá ra bí thuật mới, tìm một tiểu tử như vậy để thử nghiệm, thuận tiện có chút ác ý đối với càng gia. Chiến huyền huynh, sự cường đại của huynh cho tới bây giờ vẫn đến từ sự quyết đoán của huynh. Bàn hoành cơ nhẹ nhàng đưa tay lên, làm động tác tiễn khách. Nếu như huynh đã mất đi sự quyết đoán, đạo chiến sĩ của huynh. Ha hả! Xà hoàng nói rất đúng, ta thật ra quá chấp nhất. Càng chiến huyền cười ha ha vài tiếng, sau đó thu hồi phần lớn sát ý trên người. Nếu lần này giết người không được, vậy hãy để cho vô song ở trên lôi đại tân nhân vương đánh chết hắn là được. Càng gia, những lời dư luận của đám dân vô tri sẽ biến mất sau tân nhân vương. Bàn hoành cơ chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Trong ánh mắt hắn thoáng lộ vẻ bội phục và thưởng thức. Vị gia chủ càng gia này quả thực cũng không quan tâm tới dư luận. Ngày hôm nay hắn làm như vậy phấn lớn vẫn là vì thế hệ trẻ của càng gia và các thế hệ niên thiếu. Mạnh mẽ như càng chiến huyền còn không quan tâm, cũng không có nghĩa là các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương khác của càng gia luôn cảm thấy mình vô cùng vinh quang sẽ không quan tâm. Nếu như giết chết càng kình, tất nhiên có thể khiến các chiến sĩ khác không cần phân tâm nữa. Xa hoàng, chuyện lần này, tương lai càng chiến huyền ta nhất định sẽ hoàn trả càng chiến huyền nặng nề vung ống tay áo xoay người đi ngược lại hướng tái ngoại bác hoang vô sinh tương lai càng chiến huyền ta nhất định sẽ đơn độc đến nhà thăm hỏi bác hoang vô sinh rất tùy ý hơi hất cầm lên nhất thời từ trong cơ thể phát ra khí phách ta cũng rất mong được giao đấu với người đứng đầu các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương hiện tại sẽ có cơ hội còn muốn chạy sao trả mạng huynh đệ ta đây một quy vô tâm đột nhiên quát lớn đôi mắt hắn đã sớm đang tức giận, văng máu, trợn trừng như muốn nứt khóe mắt. Chiếc triều chiến trong tay theo thân thể hắn xẹt qua không trung giống như sấm sét hung bạo đánh thẳng về phía đầu càng chiến huyền. Chết đi! Ngươi còn chưa đủ tư cách. Càng chiến huyền cũng không quay đầu lại, khoát tay. Năm ngón tay giống như năm luồng lôi điện bắt người, nắm chặt lấy chiếc triều chiến trong tay. Sau một khắc, chiếc triều chiến lớn kia vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ thông qua rìu chiến sông thẳng về phía ngực của Mộc Quy vô tâm, khiến hắn bay lên thật cao. Ngươi đầu tiên là một chiến sĩ bảo vệ hoàng triều chân sách, thứ hai mới là huynh đệ lôi địch. Nếu như lần sau, ngươi vẫn không phân biệt rõ được điều gì quan trọng hơn, ta sẽ không ngại giết chết người chiến sĩ bình thường nhập thánh cuối cùng hiện nay. Càng chiến huyền tới đột nhiên, rời đi cũng đột nhiên như vậy. Trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ còn có giọng nói vẫn vang vọng trong không trung. Phu phu. Thân thể càng kình thoáng đảo qua phía trước, mắt nhắm chặt không mở ra nữa. Ba đấu hồn lớn vẫn tản ra bên ngoài cơ thể nhất thời biến mất không thấy bóng dáng. Chẳng biết từ lúc nào, càng kình đã sớm rơi vào tình trạng hôn mê. Chỉ có ý chí mới khiến hắn chống đỡ thân thể đứng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy càng chiến huyền đột nhiên biến mất, ý chí này của hắn cũng theo đó biến mất. Chiến hữu. Càng kình hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Bác Hoang vô sinh nhìn càng kinh ngã xuống mặt đất, thản nhiên nói. Thân thể và tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, khiến hắn tạm thời bị ngất xỉu thôi. Bàn hoành cơ đồng thời gật đầu công nhận. Càng kinh hôn mê, há miệng phun ra một bún máu tươi, không còn là một màu đỏ thuần khiết nữa. Trong máu tươi có ẩn chứa một chút màu kim sắc, giống như có kim loại gì đó trộn lẫn ở trong máu. Trên mặt lớp da cũng đỏ lên, phát ra màu kim loại sáng bóng, thậm chí có lúc còn có thể lập lệ màu khác. Cái này, bàn hoành cơ đang gật đầu chợt biến thành lắc đầu. Sợ rằng không chỉ là tạm thời ngất xỉu. Vậy còn nhìn cái rắm. Đoạn phong bất nhị ông càng kình vào trong lông. Hai tay hắn ông lấy càng kình, ánh mắt lo lắng nhìn mọi người. Cứ về chỗ ngươi ở trước, tìm ít thuốc cứu người đã. Chỗ của ta có một lọ thuốc tinh thần địch. Cổ tay bàn hoành cơ lộn một cái, hắn liền lấy từ trong đấu giới ra một bình thuốc bằng ngọc tím. Chỉ cần người không chết, uống xong cái này hẳn là có thể cứu sống. Ngay cả cái chết muốn kéo hắn đi cũng khó. Cảm ơn. Đoạn phong bất nhị đoạt lấy bình thuốc, dùng răng rút nắp bình ra, phun ra ngoài mặt đất, sau đó lập tức đưa thuốc vào đến trong miệng càng kinh. Nước thuốc theo cổ họng đi vào trong cơ thể càng kinh. Nhưng không đầy mấy giây sau, càng kinh lại phun ra một ngụm máu tươi lần này trong máu ngoại trừ những tạp chất trước đó, còn mang theo một chút tinh thần địch. Bàn hoành cơ không kịp đỏ mặt, trong đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là chuyện gì vậy? Tinh thần địch thoạt nhìn dường như không có quá nhiều tác dụng. Có phải dược hiệu không đủ hay không? Chỗ của ta cũng có một lọ tinh thần địch. Y toa bối lập lấy từ trong đấu giới của mình ra một bình thuốc cho càng kinh uống vào. Nhưng chỉ mấy giây sau, phản ứng của hắn lại hoàn toàn giống với lần trước mọi người đều đưa mắt tập trung vào trên người bác hoang vô sinh vị mã tặc vương tái ngoại rằng rất ít khi tự mình ra tay cướp đoạt nhưng dù sao hàng năm các đoàn mã tặc vẫn phải tiến cống cho hắn trong tay hắn có vài thứ tốt thậm chí ngay cả hoàng cung trong các quốc gia cũng không có bác hoang vô sinh nhún vai tinh thần địch đã là thuốc cao cấp nhất hiện nay ta nghĩ các ngươi hẳn đều hiểu rõ sắc mặt y toa bối lạp thoáng trầm xuống gật đầu một cái lựa chọn cam chịu tinh thần địch bất luận ở trong hoàng triều chân sách hay hoàng triều lộ tây pháp nó đều là một loại thuốc cấp tinh anh thật sự khó có thể sản xuất loại thuốc này thông thường chỉ được phân phối cho các cường giả thức tỉnh thiên cực hoặc là có trong tay các đối tượng được gia tộc huyết mạch coi trọng bồi dưỡng nó đối với trị liệu nội thương của thân thể chính là một loại thuốc có hiệu quả đặc biệt tuyệt đối là loại thuốc có tiền cũng mua không được nhưng không ngờ loại thuốc này xem ra cũng không có mấy hiệu quả đối với càng kình sắc mặt mấy đại cường giả đều lộ vẻ không hiểu được. Càng kình rốt cuộc bị thương thế nào? Lẽ nào càng chiến huyền lại nghiên cứu ra đấu kỹ giết người mới nào đó hay sao? Còn đứng đó làm gì? Đoạn phong bất nhị ông càng kình bước nhanh tới. Về đoàn mã tặc trước. Nơi đó không phải còn có dược sư sao? Không chừng có thể nhìn ra được vấn đề. Có lý. Bác hoang vô sinh vẫn đứng thẳng không hề di chuyển bước chân. Có lý tại sao còn không đi? Trên mặt Đoạn Phong bất nhị kia vẻ lo lắng. Hắn nhìn thấy tất cả cũng không có dấu hiệu gì muốn nhấc chân đi, trong lòng càng thêm nóng nảy. Các ngươi đều đứng ở đó làm gì chứ? Bác Hoang vô sinh giơ ngón tay lên chỉ về một hướng khác. Ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Vị trí căn cứ ở hướng này. Đoạn Phong bất nhị biểu môi nhấc chân đi về phía Bác Hoang vô sinh vừa chỉ. Hắn chạy rất nhanh. Đột nhiên phía sau lưng hắn bị người ta nhấc lên trên không trung hắn quay đầu lại, thấy bàn hoành cơ thoáng mỉm cười, hai tay chấp ở sau lưng cũng không thật sự giống như vừa ra tay kéo người bay trên không trung. Đấu khí mạnh mẽ giống như một cái túi thật lớn bao vây đám người đoạn phong bất nhị ở trong đó. Bàn hoành cơ căn bản không cần dùng tay đụng vào, đã cuốn tất cả mọi người lên không trung. Thiết khắc không nói một lời nào, nhìn càng kình đang nằm trong lòng đoạn phong bất nhị. Vuna lạp theo bản năng đưa hai tay ông chặt lấy cánh tay thiết khắc. Nhưng mà nơi này không có người nào hiểu rõ hơn Vưu Na Lạp về vị con lai ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc này. Hắn trầm mặc như vậy không phải là đang tự trách, mà thật sự động sát cơ. Không giết chết càng chiến huyền, chẳng lẽ còn không giết chết được người khác trong càng gia sao? Ánh mắt thiết khắc lạnh lẽo không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Chỉ có ở sâu trong con ngươi lại ẩn chứa sát niệm thật sâu. Đó chính là sát niệm đối với càng gia. Bất luận càng kinh có thể tỉnh lại hay không, càng gia sẽ phải có nhiều người chôn cùng lôi địch. Thiết khắc lặng lẽ nắm chặt hai nắm tay. Trên đời này không thể có người nào khiến càng kình thương tâm. Bất kỳ ai khiến càng kình thương tâm, bất luận là nhân loại, là ma tộc hay là mang tộc, đều phải sử dụng tính mạng để xoa dịu vết thương của hắn. Phần đồ cùng ca quay đầu lại nhìn hai người duy nhất vẫn đang đứng trên mặt đất không bay lên không trung. Y toa bối lạp lẳng lặng đứng ở bên cạnh một quy vô tâm. Không cần lo cho ta ngươi đi chiếu cố càng kình đi trên nét mặt mộc quy vô tâm đầy đau thương không còn có thần thái hăng hái của ngày xưa hắn cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân tới mức xuất thần hội trưởng mộc quy ta rất hiểu tâm tình của ngươi lúc này ngươi không hiểu mộc quy vô tâm đột nhiên ngẩng đầu gào lên một tiếng cắt ngang lời nói an ủi của y toa bối lạp trong ánh mắt đau thương của hắn chợt biến thành vô số phẫn nộ ngươi không hiểu ngươi không thể nào hiểu được Huynh đệ ta đã chết. Huynh đệ ta đã chết. Trong nháy mắt, nước mắt tưới đẫm đôi mắt đầy phẫn nộ. Ánh mắt hắn lại biến thành vô số đau thương. Hai cánh tay tráng kiện của hắn ôm đầu, hai đầu gối chậm rãi khuỵu xuống, quỳ trên mặt đất. Đầu hắn gục xuống mặt đất, không ngẩng lên nữa. Thân thể hắn theo từng tiếng khóc nức nở không ngừng run rẩy. Trong miệng hắn không ngừng thì thào nói. Huynh đệ ta đã chết. Huynh đệ ta đã chết. Huynh đệ ta đã chết, ta lại không có năng lực báo thù cho hắn. Huynh đệ ta đã chết, ta lại còn sống. Ta lại đứng nhìn hung thủ rời đi. Ta không thể cùng chết, không có cùng chết. Vô dụng. Vô dụng. Ta thật sự vô dụng. Mất đi đấu khí hộ thể, chiến sĩ cũng chỉ là thân thể máu thịt bình thường. Một quy vô tâm nặng nề đập đầu xuống mặt đất cứng, máu tươi hòa lẫn với bùn đất dính đầy hai gò má của hắn. Y toa bối lạp nhìn Mộc Quy Vô Tâm gào khóc trên mặt đất. Giờ phút này, ở đây không còn có thủ lĩnh Mộc Quy Vô Tâm bá đạo khống chế thế lực cường đại tại Vĩnh Lưu Thành nữa. Giờ phút này, nơi này chỉ có một nam nhân trung tuổi, khóc than cho người huynh đệ đã chết. Tiếng khóc của hắn nức nở giống như một đứa bé. Y toa bối lạp quay đầu nhìn lôi địch đứng sừng sững ở tái ngoại không ngã. Vinh quang trong cuộc đời chiến sĩ chính là được chết trận vinh dự nhất trong cuộc đời chiến sĩ chính là chết trận vì bảo vệ điều mình cho là đáng để bảo vệ. Lôi địch đã làm được điều đó. Mặc dù hắn đã chết trận, nhưng thân thể vẫn đứng vững, vẫn không chịu thần phục trước một càng chiến huyền cường đại như vậy. Tiếng khóc thê lương rất lâu, không ngừng vang vọng ở tái ngoại. Bầy sói lang thang ở tái ngoại lặng lẽ tiến lại gần bọn họ. Trong đôi mắt phát ra luồng ánh sáng xanh biếc nhìn chầm chầm vào thân thể lôi địch đã chết trận, còn cả một quy vô tâm đang vô cùng thương tâm. Nhưng chúng hoàn toàn không có bất kỳ ý định công kích nào. Y toa bối lạp thậm chí phát hiện, trong ánh mắt những bầy sói này đều lộ vẻ bi thương, giống như bị sự thương tâm của một quy vô tâm lây nhiễm. Bọn chúng đều rướng cổ nhìn về phía mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời, hú dài. Mấy trăm tiếng hú liên tiếp vang lên, giống như đang đưa tiễn lôi địch. Sau khi từng tiếng sói tru qua đi, đàn sói cùng nhau xoay người lặng lẽ rời khỏi đó tất cả bọn chúng cũng không phát động công kích lao về phía này không biết đã trôi qua bao lâu một quy vô tâm mới dừng khóc hắn chậm rãi đứng thẳng lên trên trán hắn đầy máu tươi hắn nhìn y toa bối lạp nàng đi chiếu cố càng kình ta muốn ở một mình với huynh đệ ta thêm một lúc nữa nói chuyện thật tốt với hắn y toa bối lạp nhìn một quy vô tâm khe khẽ thở dài xoay người bay lên không trung biến mất một quy vô tâm yên lặng ngồi ở bên cạnh chân Lôi Địch, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn lên bầu trời sao. "Mẹ nó, ngươi đi như vậy, lưu lại một mình ta. Ta biết mấy năm nay ngươi vẫn không vui. Từ sau khi Ngọc quánh chết đi, ngươi chưa từng cảm thấy thật sự hài lòng. Cho dù là khi đã nhập thánh, ngươi cũng chỉ hài lòng bởi vì bản thân có lực lượng báo thù, giết ma tộc đi tìm kẻ địch mà thôi. Hiện tại, ngươi đã vui vẻ chưa?" Ở trên cao ấy, Ngươi có nhìn thấy Ngọc Bánh không? Nếu ngươi gặp nàng, vậy hãy chuyển lời giúp ta, nói với nàng, qua một thời gian ngắn nữa, một quy ca ca của nàng sẽ đi gặp nàng, mang theo mức hoa quả mà nàng thích ăn nhất. Ta nghĩ, trên trời cao hẳn sẽ không phân biệt đâu là nhân loại, đâu là ma. Nhân loại và ma thời điểm phải chết, chẳng phải cũng chỉ có một cái đầu sao. Nhân loại giết ma, ma diệt nhân loại, rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc vòng luân hồi vô tận này. Rốt cuộc, ai mới có thể kết thúc vòng luân hồi vô tận này? Đau. Cảm giác này giống như đã trở thành một loại gia vị không thể thiếu trên con đường nhân sinh của càng kinh. Có người quen được người khác chiếu cố, có người quen chiếu cố người khác. Có người quen ăn ngọt, cũng có người quen ăn mặn. Càng kinh lại cảm giác hình như mình đã quen với cảm giác đau đớn. Không đấu kỹ của càng chiến huyền cường đại hơn nhiều so với bất kỳ người nào trong càng gia trước đây. Lực lượng của nó không chỉ đơn giản đánh nát xương cánh tay thậm chí không thiếu lực lượng còn vọt vào trong thân thể. Bất kỳ nơi nào nó đi qua đều gây ra lực trùng kích cường đại. Chỉ có điều trọng lực như vậy trùng kích trải qua tấm lá trắng và thân thể đã bị giảm bớt. Quy lực không còn hung hãn như lúc đầu. Nếu không, trùng kích của một đầu ngón tay vừa nãy đã có thể hoàn toàn đánh chết người. Hôm nay, quy lực của nó lại giảm đi rất nhiều, trái lại còn trở thành dinh dưỡng. Không sai. Càng kinh ở trong trạng thái hôn mê không cách nào mở mắt ra được, ba đấu hồn lớn trong cơ thể vẫn sinh động, càng hiểu rõ hơn không đấu kỹ thông qua địa hỏa chi tâm nảy sinh đấu hồn, luyện lại thứ tự sắp xếp của không đấu kỹ, hấp thu tiêu hóa chúng, tạo thành đấu hồn trong đấu khí phong vân. Mảnh vụn của không đấu kỹ bị người ta nuốt trọn. Trong lịch sử trước đây, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Càng chiến huyền càng không ngờ được một đòn của mình chẳng những không đánh chết càng kình trái lại đưa thứ tự sắp xếp bộ phận không đấu kỹ cho càng kình làm lễ vật, giúp đỡ hắn ngưng luyện xong một không đấu kỹ. Không đấu kỹ cũng không phải thứ chân chính khiến càng kình đau đến mức ngất đi được. Thứ thật sự làm hắn hôn mê chính là tấm lá trắng. Tấm trắng vỡ nát hóa thành vô số bột phấn kim loại. Chúng không tiêu tán ở trong thiên địa, mà bị áp lực không đấu kỹ trùng kích, miễn cưỡng vọt vào bên trong thân thể càng kình Những kim loại đã biến thành bột phấn, ngay cả mắt thường cũng khó nhìn thấy được, sau khi tiến vào thân thể càng kinh bắt đầu di chuyển khắp nơi. Ngay cả hỏa diễm của đấu hồn địa hỏa chi tâm cũng không cách nào hoàn toàn hòa tan được chúng. Làm sao có thể loại bỏ mấy thứ này? Càng kinh đang hôn mê, lại có một bản lĩnh hôn mê giống như thói quen, rõ ràng đang chìm trong trạng thái hôn mê, nhưng đại não vẫn nhanh chóng vận chuyển, giống như nhìn thấy được tất cả mọi thứ bên trong cơ thể. Những bột phấn kim loại này giống như muốn tập trung lại cùng nhau, nhưng bởi vì oanh kích lúc đầu nên phân tán ở khắp nơi trong thân thể, lại trở nên khó tập trung lại một cách thường thường. Càng kinh càng không dám để những bột phấn kim lại này cùng tiến lại một chỗ. Có trời mới biết được mấy thứ này có thể tập trung lại một chỗ, đông cứng ở trong thân thể, biến lại trở thành một nửa lá trắng hay không. Nếu chúng thật sự ngưng tụ ở trong bụng trở thành một nửa lá trắng, càng kinh nhất thời cảm thấy đau đầu. Tuyệt đối không thể để loại chuyện như vậy trở thành sự thật, nếu không mình sẽ phải mở từ bên trong bụng ra lấy đồ. Bột phấn của một nửa lá trắng không ngừng di chuyển ở trong thân thể. Càng kinh suy tính tất cả các biện pháp có thể sử dụng để giải quyết loại bỏ tấm lá trắng đặc biệt khiến thân thể mình bị thương nặng như vậy. Ta đã nghĩ tất cả các biện pháp. Ta cũng không có biện pháp. Tại đoàn mã tặc và dược sư liên tục lắc đầu rời đi. Trong cơ thể hắn hình như có rất nhiều kim loại. Nếu như có thể lấy ra, hẳn là là tốt rồi lời nói của một dược sư nhất thời thu hút sự chú ý của đám người vây xem đáng tiếc rất nhiều kim loại này dường như đều bể nát muốn lấy được chúng ra trừ phi máu trên người hắn khô sạch nếu không cúc bác hoang vô sinh phiền não đuổi đám dược thuốc ra khỏi gian phòng bản thân mình khó khăn lắm mới tìm được một người ưng ý lại bị càng chiến huyền đánh cho bị thương nặng đến mức như vậy nếu như không phải mình tới trễ một chút có lẽ chuyện không đến mức rơi xuống tình trạng này khô cạn máu bác hoang vô sinh thật sự không biết dược sư này suy nghĩ thế nào lại đưa ra đề nghị này máu cũng đã mất người còn có thể sống được sao có lẽ ta có biện pháp trong đám người phần đồ cuồng ca vẫn trầm mặc rất nhiều thời gian đều bị người ta hoàn toàn lãng quên không nhìn tới lại nói ra một câu thu hút sự chú ý của mọi người đúng vậy đấu khí đại chân kim đoạn phong bất nhị lôi phần đồ cuồng ca bước nhanh về phía càng kình. sao lại quên mất ngươi chứ? trong nụ cười của phần đồ cuồng ca có chút vô lực. ở trong đội ngũ, thực lực của cá nhân mình là yếu nhất. cũng chỉ khi tiến hành phối hợp bày kế, tác dụng của mình mới có thể nổi lên được. bình thường sự tồn tại của mình quả thực kém hơn mấy người khác rất nhiều. đấu khí đại chân kim. vẻ mặt bàn hoành cơ có phần cổ quái nhìn chầm chầm vào phần đồ cuồng ca không phải cho tới nay thế gia phần đồ đều là phần thiên quyết sao? Tiểu tử này làm sao lại tu luyện được bí pháp đấu khí? Còn là đấu khí đại chân kim gì đó? Lẽ nào thế gia phần đồ lại có kỳ ngộ gì sao? Hay là bọn họ đã khai phá ra bí pháp đấu khí mới? Phần đồ cuồng ca vừa tới gần càng kinh, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Từ ngày tu luyện đấu khí đại chân kim tới nay, mặc dù hắn đụng tới bất kỳ kim loại nào, cũng không có cảm nhận về kim loại mãnh liệt như lúc này. Càng kinh trước mắt rõ ràng vẫn là thân thể của nhân loại Nhưng phần đồ cuồng ca lại hoàn toàn không phát hiện được trên người hắn có một tia nhân khí nào Toàn thân hắn đều lộ ra khí tức kim loại ép người Khiến người ta có một cảm giác giống như ở sâu trong một núi quặng sắt thật lớn Nghiêm trọng như vậy sao? Phần đồ cuồng ca hít một hơi khí lạnh Tò mò nhìn chầm chầm vào càng kinh Trong cơ thể hắn sao có thể có nhiều khí tức kim loại như vậy được? đấu khí đại chân kim ở trong cơ thể phần đồ cuồng ca rất nhanh liền chuyển động. Bàn tay của hắn chậm rãi bao phủ lên một lớp kim loại sáng bóng ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Mấy ngày này hắn không ngừng khổ luyện. Những chuyện gặp phải cũng rất nhanh tăng cường thực lực của hắn. Theo đó, đấu khí đại chân kim, hấp kim thủ càng phát triển mạnh mẽ. Hấp kim thủ Đấu kỹ đặc biệt của đấu khí đại chân kim không chỉ có thể hấp thu vũ khí kim loại, đáng sợ hơn còn hấp thu kim loại trong cơ thể người dựa theo hấp kim thủ giới thiệu trong máu người chứa đựng một lượng sắt nhất định số lượng sắt này cũng không nhiều nhưng lại đặc biệt quan trọng đối với cơ thể con người nếu như trong lúc chiến đấu hút sắt trong cơ thể của đối phương ra như vậy đối phương nhất thời sẽ cảm thấy toàn thân vô lực sức chiến đấu giảm sút điên cuồng trong tình trạng mất đi sắt gặp phải đối thủ rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ hấp kim thủ vừa tiếp xúc được với sau lưng càng kình, thân thể phần đồ cuồng ca chợt chấn động. Từ trước cho tới bây giờ, hấp kim thủ đụng tới bất kỳ kim loại nào, cũng có thể thuận lợi hấp thu kim khí trong đó. Nhưng lần này, hấp kim thủ lại hoàn toàn không hút được chút kim khí nào, trái lại còn có dấu hiệu kim khí trong cơ thể bị hút ngược lại. Sao có thể như vậy được? Phần đồ cuồng ca lập tức tập trung tinh thần, 108 đấu khiếu trong cơ thể phối hợp với đấu tâm điên cuồng bạo động hấp lực mạnh mẽ nhất thời như cự kình nuốt nước cuối cùng khí tức kim loại hoàn toàn không biết rõ đang ở trong cơ thể càng kình bắt đầu trở nên sống động giống như thật sự muốn đột phá rời khỏi thân thể càng kình giờ phút này thân thể càng kình cũng chấn động trong trạng thái hôn mê xung quanh giống như chỉ là một mảnh u ám càng kình rõ ràng không mở mắt ra lại có thể cảm thấy rõ ràng tình hình xung quanh hắn cảm thấy mình giống như đang lơ lửng trên không trung lơ lửng ở trong những vì sao trên cao trong sự tối tăm xung quanh chợt xuất hiện một tia sáng tia sáng này giống như phá vỡ sự tối tăm xung quanh khí tức đấu khí đại chân kim phần đồ cuồng ca đang ở bên ngoài hỗ trợ trong lòng càng kình cảm thấy vui mừng những bột phấn kim loại đang khiến hắn không biết làm sao tiêu hóa hết này có độ đầy cực kỳ cao cho dù phần đồ cuồng ca nhận được một chút cũng có sự trợ giúp rất lớn đối với hắn đồng thời cũng có ích trong chuyện giúp mình loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Sự tối tâm xung quanh liên tục bị chấn động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát, cũng tiện cho những bột phấn kim loại này tìm được một điểm tập trung lại. Lúc đầu, những kim loại này đều ở khắp nơi xung quanh đây tìm kiếm điểm tập trung, nhưng lại không biết nên tập trung ở chỗ nào. Lúc này, hấp kim thủ của phần đồ cuồng ca trái lại giúp chúng thành lập được một điểm tập trung như vậy. Không tốt trong lòng càng kinh chật cảm thấy kinh sợ nhìn chuyện vui lớn này nhiều kim loại như vậy với thực lực của phần đồ cuồng ca căn bản nuốt không hết đến lúc đó kẻ xui xẻo ngược lại chính là mình trong lúc nhất thời hiểu rõ sự hỗ trợ vội vàng của phần đồ cuồng ca đã biến thành ngược lại càng kinh vội vàng điều động đấu hồn trong cơ thể đi phong kín những kim loại này nhưng chúng lại giống như những chiến sĩ hoàn toàn không sợ chết đối mặt với địa hỏa chi tâm nóng rực vẫn không chút chút e sợ nhảy vào trong đó nhanh, mạnh, hung bạo. Tốc độ những bột phấn kim loại này tập trung lại cực nhanh. Cho dù càng kình muốn ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản được. Trong chớp mắt, rất nhiều khí tức kim loại đã tập trung lại cùng một chỗ. Hình dáng một nửa lá trắng lại không xuất hiện giống như trong sự tưởng tượng của hắn, mà là Càng kinh cảm giác được trong bông tối xung quanh bắt đầu có ánh sáng, nhưng không phải là ánh sáng giống như mặt trời có thể soi sáng mặt đất, mà là thời điểm trong đêm khuya mờ mịt tối đen không gì sánh được, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tinh quang. Từng tinh quang khiến đêm tối dường như không còn tiếp tục vô tình nữa. Tinh quang nhanh chóng tập trung lại. Càng kinh mờ mịt, kinh ngạc nhìn sự biến hóa đột ngột này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Trong bóng tối, càng ngày càng nhiều tinh quang xuất hiện, hơn nữa dần dần hợp lại thành một bức tranh. Đó là một bức tranh khiến càng kinh không thể nói rõ là có quen hay không quen. Hải đồ. Đó chính là hải đồ kỳ quái được khắc trên một nửa lá trắng kia. Hôm nay chúng lấy phương thức của tinh quang một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Chúng vây quanh nhau, chậm rãi chuyển động không ngừng, tạo thành một bức tranh sống động. Càng kinh nhìn một nửa lá trắng thật lớn dần dần chìm vào trong đó. Theo bản năng, đấu khí trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động dựa theo phương thức chuyển động của những tinh quang kia, một tia đấu khí ngưng luyện ra một đấu kỹ chưa bao giờ có. Trong trạng thái tinh thần, càng kình đột nhiên phất tay. Đấu khí sắp xếp thứ tự không ngờ ngưng kết ra một lá trắng. Nghiêm túc mà nói là một nửa tấm lá trắng. Biển mạnh mẽ, giống như một tấm lá trắng không người nào có thể công phá được. Thân thể càng kinh thoáng rung lên. Không ngờ đấu kỹ tấm lá trắng bao trùm ở trên thân thể. Hắn cảm giác dường như cả người đều biến thành một nửa tấm lá trắng này. Đây là... Lông mày càng kinh giật mạnh liên tục cái này lại là một đấu kỹ. Thời gian mình cầm ở trong tay lâu như vậy, không ngờ hoàn toàn không biết đây là một đấu kỹ. Hơn nữa còn là đấu kỹ hộ thể vô cùng cường đại. Lẽ nào, cái này căn bản không phải là hải đồ. Vấn đề này vừa lóe lên trong đầu càng kình, trong chớp mắt, tinh quang xung quanh nhất thời lóe sáng nhanh hơn trước gấp mấy lần, giống như đang trả lời sự nghi ngờ của càng kình. Chúng càng chuyển động nhanh hơn, tổ hợp lại với nhau. Đây là Tinh đồ ánh mắt càng kinh nhất thời lớn hơn một cỡ. Nếu như không phải những ngày mình ở trong càng gia đã xem tất cả các loại sách, trong đó cũng xem qua cả sách nói về phương diện tinh đồ, lần này có lẽ thật sự không thể phát hiện ra được địa đồ trên tấm lá trắng này căn bản không phải là hải đồ, mà là tinh đồ. Không sai. Là tinh đồ. Càng kinh âm thầm tự chế dễu mình. Mình đã mang theo tấm lá trắng này trên người lâu như vậy, rõ ràng biết nó có rất nhiều bí mật mình hẳn có thể phát hiện ra, nhưng trước sau vẫn không phát hiện ra được bí mật của nó là gì mãi đến khi bị càng chiến huyền đánh khiến thân thể bị thương nặng mới phát hiện ra bí mật ẩn chứa trong đó vô số tinh quang di chuyển tạo thành tinh đồ đột nhiên thoáng cái đã hoàn toàn biến mất sau một khắc tinh đồ lập thể rất lớn này đã xuất hiện ở xung quanh thân thể càng kình chúng không ngừng lăn lộn càng kình vô thức nhẹ nhàng nâng tay lên muốn cảm nhận sự chân thực của những tinh quang xung quanh hắn vừa vung tay lên, tạo thành cơn gió lập tức kéo những vì sao xung quanh cùng di chuyển. Trong phút chốc, những vì sao giống như quay chung quanh cánh tay của hắn. Giờ phút này, càng kinh nhìn tình huống xung quanh như thật như ảo, mắt dần dần dại ra xuất thần, có một cảm giác mình mới là trung tâm của tinh đồ này, tất cả những vì sao đều chuyển động xung quanh mình. Trong chớp mắt này, dường như vô số lần chiến đấu được nhớ lại, lướt qua trong đầu càng kinh. Càng kinh giống như cưỡi ngựa xem hoa nhanh chóng nhớ lại, đã từng này sắm đánh một đao giống như dòng sông sao từ trên bầu trời rơi xuống, đã từng một quyền hoàn toàn nắm các ngôi sao ở trong tay, đã từng chém rơi liên tục đám ngôi sao kia. Từng cảnh tượng chiến đấu bi thương, mệt mỏi lần lượt lướt qua, càng kình lơ lửng trên không trung đột nhiên mở mắt nhìn lại dưới chân, phát hiện không gian dưới chân vốn là một màu tối đen, không ngờ lại xuất hiện màu xanh lục, màu lam, còn có màu vàng vô tận. Mặt đất càng kinh cảm giác mình giống như một vị thần đang ngồi ngay ngắn ở trong tinh không mắt nhìn xuống toàn bộ mặt đất hắn đã từng cảm thán trước mặt đất mặt đất dường như mở rộng ra tới vô hạn trước biển các cổ xưa hoang vắng đã từng khiến cho người ta ngưỡng vọng giờ phút này khi đang ngồi ngay ngắn ở trong tinh không quan sát lại có một cảm nhận hoàn toàn khác biển các cổ xưa hoang vu cũng vậy biển cả vô tận cũng vậy còn cả rất nhiều cấm địa khi nhìn từ đây chúng đều có chút biến hóa những biến hóa như vậy, nhân loại, ma tộc cùng với mang tộc đều không thấy được. Mỗi lần biến hóa một chút, đã là mấy đời người trôi qua. Chỉ có tin không là mãi mãi không thay đổi. Ngồi ở đây mới có thể xem được tất cả những biến hóa này. Chỉ có ở trước mặt tin không mãi mãi không thay đổi, trời đất mênh mông, biển cát cổ xưa hoang văn, biển trải dài vô tận cũng chỉ giống như một cấm địa mà thôi. Biển cát cổ xưa hoang vắng so với lịch sử của nhân loại chính là một tồn tại từ rất lâu, nhưng ở trước mặt Tinh không lại trở nên ngắn ngủi như vậy. Biển các cổ xưa hoang vắng đã trải qua ngàn năm, nhưng đối với Tinh không mà nói đó cũng chỉ là thời gian chớp mắt mà thôi. Hết chương 900. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.